khảo hạch nhà thờ môn thất bại, mở đầu đánh dấu bất dị tờ kiếm thế, nguồn sâu lười, hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chương 371, cũng là như vậy. Xích ưng bị giết. Cho dù là ngay tại đồ lôi bản tôn trước mặt, cũng đều chưa hề tới kịp, đem xích ưng cấp cứu dưới, tuy rằng dịp khung chiêu số uy lực một loại, chính là lấy xích ưng thực lực, vậy mà không có chút nào lực ngăn cản. Phải biết, xích ưng thực lực coi như là tại cửu tích kiếm tông, đệ tử trong đó bài danh, cũng đều là phi thường cao, mà nay lại bị dịp khung đánh vết trong chớp mắt. Vẫn là tại hắn đồ lôi trước mặt. Vì vậy mà coi như là lấy đồ lôi tâm cảnh, cũng đều sửng sốt một chút, sau đó đồ lôi ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng âm hàn, bốn phía nhiệt độ, đều ở đây nhanh chóng hạ xuống. Ngươi, tìm, chết. Đồ lôi thấp giọng quát, người sau trong mắt giống như phun ra vạn trượng ánh lửa trên thân áo khoác không gió mà chuyển động chỉ là gầm lên giận dữ đồ lôi bản thân lập tức là dẫn động phạm vi vạn trượng lôi đình khí tức người sau giết chết người hài cốt đủ để phủ kín toàn bộ bầu trời chỉ là dịp khung cũng dám ở trước mặt hắn so sánh giết người xính hung đấu ác chỉ bằng ngươi dịp khung hay sao nhất thời một cổ khủng bố kiếm vực chi lực đem dịp khung bao phủ. Lôi hải kiếm vực Dịp khung toàn thân nguyền rũ kiếm vực chi lực, ngay tại bên cạnh xoay quanh, ngăn trở bốn phía lôi hải chi lực. Đồ lôi trong mắt có nộ ý, giơ tay lên một chiêu, nhất thời một đạo vạn trượng lôi xà xuất hiện, hướng phía dịp khung càng quét mà đi, lôi xà toàn thân, cấp độ kia khủng bố lực đạo, coi như là dịp khung trong mắt cũng đều không nhìn được thoáng qua một tia kinh hải. Thập phương trấn nguyên kiếm Diệp Khung khẽ quát một tiếng. Bất thình lình từ toàn thân bùng nổ ra mấy vạn trượng kiếm khí, một khắc này tuy rằng Diệp Khung thân ở ở phía sau người kiếm vực bên trong, nhưng là bởi vì chiêu số quá mức mạnh mẽ, ngay cả thiên ba thành vùng trời, cũng đều không nhìn được chuyển động theo. Hướng theo Diệp Khung lực lượng bất đồng mãnh liệt mà tới. Âm. Âm. Thập phương trấn nguyên kiếm cùng kia một đạo vạn trượng lôi xà va chạm với nhau nổ trong nháy mắt, mạnh mẽ năng lượng thủy triều, trực tiếp đem dịp khung đẩy bay ngược ngàn trượng ra. Thiên ba thành bên trong. Trầm Ngọc Đường cùng lăng gia một đám trưởng lão, đều trố mắt nhìn nhau, chuyện này biến hóa, vượt qua ngoài dự liệu của bọn họ. Sự tình phát triển tồi tệ trình độ, vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Vốn muốn làm ra một ít bồi thường, sau đó cùng cửu tích kiếm tông tiến hành một cái giải hòa, dù sao chỉ là chết một cái vừa mới thu nhận đệ tử mà thôi, cũng không đến mức huyên náo như vậy cứng nhắc. Nhưng mà đối phương đồ lôi đến trước, bậc này mục đích, chính là vì phải đem toàn bộ thiên ba thành đều liền tàn sát diệt. Chỉ là tầng này kết giới, mới vừa rồi liền có trên vạn người tống tán tính mạng, toàn bộ đều là bởi vì đây đồ lôi trưởng lão chỗ bố trí xuống kết giới. Sau đó càng làm cho Trầm Ngọc Đường và người khác khiếp sợ sự tình. Diệp Khung, rốt cuộc lại làm thịt đối phương đệ tử. Chuyện này cũng không trách được Diệp Khung, đối phương rõ ràng muốn ta thiên ba thành tánh mạng của tất cả mọi người, giết cùng không giết, đều là một cái kết quả. Trầm Ngọc Đường tỉnh táo lại, làm ra phân tích nói ra, hôm nay chuyện này, rất rõ ràng chính là đồ lôi muốn đến đồ thành lập uy. Bất quá thật không ngờ Diệp Khung thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, tại đồ lôi bản tôn trước mặt, còn có thể đem đệ tử của hắn bắn cho dết tuy rằng hậu quả vô cùng nghiêm trọng, nhưng mà đối với mọi người mà nói, nhưng cũng khá là hả giận. Cạn. Có gì phải sợ, ta thiên ba thành nhiều người như vậy tính mạng, chẳng lẽ không phải mệnh hay sao? Đúng vậy, dịp khung đại nhân là vì cứu vớt chúng ta mới ra tay, bất luận làm sao, chúng ta đều ủng hộ dịp khung đại nhân. Chỉ có bậc này hoạn nạn thời điểm, mới thật sự có thể biết rõ, đến tột cùng là người nào muốn mạng của ngươi, người nào muốn cứu ngươi mình. Nếu mà không phải Diệp Khung bây giờ cùng đồ lôi trưởng lão đối kháng người, đánh giá đồ lôi đã đem bọn hắn đều bắn cho giết thậm chí cùng người nhà tiến hành từ giả thời gian đều sẽ không có. Mọi người rối rít đối với Diệp Khung tiến hành một phen tín ngưỡng cùng sùng bái, như thế sáng suốt, thật ra khiến Trầm Ngọc Đường có chút bất ngờ, dù sao hắn nguyên bản còn tưởng rằng những người này sẽ đem sổ sách tính tại Diệp Khung trên đầu, cho rằng là Diệp Khung hại bọn hắn nhưng trên thực tế không phải là như thế. Hy vọng Diệp Khung có thể giết hắn. Trầm Ngọc Đường trong mắt cũng mang theo một tia hàng quang. Cửu tích kiếm tông lại làm sao, không giống nhau là người sao, một dạng chỉ có một cái đầu, ngươi không đem tánh mạng của người khác coi ra gì, luôn có một ngày, đầu của ngươi cũng sẽ được người khác cho dẫm ở dưới chân. Lôi hải kiếm vực Diệp Khung phóng xuất ra một đạo thiên huyễn phân thân, cầm trong tay phá vực nhận, không ngừng tại Lôi Hải kiếm vực bên trong tiến hành bổ chẻ. Trong đầu cũng không ngừng đạt được kiếm đạo chi lực chuyển hóa. Kiếm của đối phương đạo chi lực, cùng Diệp khung tương đương, đều là kiếm đạo lục trọng thiên, nhưng mà hiển nhiên Diệp khung kiếm đạo chi lực muốn càng hơn một bậc. Chỉ cần duy trì nguyên rủ kiếm đạo, cũng đủ để ngăn cản đồ Lôi kiếm vực chi lực. Bậc này cảnh tượng, đối với Diệp khung lại nói, ngược lại có chút bất ngờ, bởi vì Diệp khung vốn tưởng rằng đối phương cho mình áp lực sẽ lớn hơn một chút nguyên lai ngươi cũng bất quá như thế duy nhất có thể đem ra được cũng chính là cửu phẩm kiếm tôn tu vi kiếm vực chi lực nếu so sánh lại cũng chỉ có thể xem như phổ thông dịp khung thở dài một hơi ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu ngang tàn hại ta khẩn trương một hồi dịp khung không khỏi lắc lắc đầu trong giọng nói hiển thị rõ dễu cợt hắn đường đường cửu tích kiếm tông trưởng lão hôm nay dĩ nhiên là bị một cái không biết nơi nào xuất hiện, vô danh tiểu tử cười nhạo. Làm sao có thể nhẫn? Rất tốt, vậy mà ngươi muốn chết, bản tọa thành toàn ngươi. Đồ lôi kiếm. Âm. Vạn trượng lôi đình bên trong, một thanh lôi trì chi kiếm đảng sinh. Người sau đem chính mình đồ lôi kiếm, núp ở mình lôi hải kiếm vực bên trong, ngoại trừ có thể dùng để tăng cường kiếm vực lực lượng cũng có thể mượn kiếm vượt chi lực, ma luyện trong tay đồ lôi kiếm. Bác tinh kiếm khí Nhưng lại khảm nạm, đều là cùng một màu cửu cấp bảo thạch. Thuộc tính mặc dù không phải rất thống nhất, nhưng mà một thanh này đồ lôi kiếm, giá trị cũng tuyệt đối bù đắp được một tòa thiên ba thành rồi. Một thanh bát tinh kiếm khí có thể khảm nạm ước chừng 8 viên cửu cấp bảo thạch ở phía trên, có thể cũng không phải là một thanh kiếm thêm 8 viên bảo thạch đơn giản như vậy còn cần trận pháp cực kỳ mạnh mẽ cùng thuật đoán tạo mới có thể đem bảo thạch cho khảm nạm trong đó. Chỉ là bát tinh kiếm khí. Diệp khung lắc lắc đầu. Sử dụng ngạo tuyết chí tôn kiếm. Khi ngạo tuyết chí tôn kiếm xuất hiện thời điểm, trực tiếp một cổ đáng sợ đóng băng chi lực, đem đối phương lôi hại kiếm vực chi lực, đều cho trực tiếp chế trụ. Cửu tinh kiếm khí. Còn có một cái cấp 10 bảo thạch. Đồng thời, đây ngạo tuyết chí tôn trên thân kiếm thuộc tính, cũng đều là thống nhất băng thuộc tính. Ngạo tuyết chí tôn kiếm. Kiếm này rốt cuộc lại xuất hiện. Đồ lôi trong mắt, nhất thời nhiều hơn một cổ chấn động cùng tham lam. Một thanh này ngạo tuyết chí tôn kiếm, tại vạn kiếm đại lục, bài danh đại lục thứ 18. Là toàn bộ đại lục. Từ xưa đến nay. Một thanh thần kiếm bài danh, có thể đạt đến loại trình độ này, có thể tưởng tượng được, đây ngạo tuyết chí tôn kiếm uy lực. Nhưng mà đây thượng cổ tên kiếm bản, người biết không nhiều, đồng thời phiên bản cũng có chấp nhận, trên phố lời đồn đãi trên căn bản đều là giả, nhưng mà các đại tông phái khoản. Tương tự với tam tông hai các, kia nhất định là biết rõ đây chân chính thượng cổ tên kiếm bản, bản lên tên kiếm, đều là thật sự tồn tại. Loại bảo vật này tại trong tay của ngươi, nhất định chính là phung phí của trời, giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mệnh, hơn nữa thu ngươi làm đệ tử. Đồ lôi hít một hơi, tỉnh táo một phen, chậm rãi nói ra. Một khắc này, vì có thể có được ngạo tuyết chí tôn kiếm, hắn nguyện ý cho Diệp Khung một cái cơ hội, bởi vì Diệp Khung bản thân cũng tương đối khó chơi. Một điểm này đồ lôi không phủ nhận. Bất quá cũng không phải đại biểu đồ lôi không có cách nào, nếu là nguyện ý, đồ lôi có thể giống vậy đem ngươi chém giết đem kiếm cho đoạt ngươi làm con ta ta liền đem kiếm cho ngươi dịp khung lắc đầu một cái nói ra người này có bệnh sao như vậy yêu thích thu đồ đệ hơn nữa thật giống như đầu óc còn không tốt nói người bình thường đều không mắc thấy ngươi tìm chết ngươi cho rằng có một thanh thần kiếm trên tay là có thể cùng ta chống lại đại quy lôi cương kiếm thể kiếm thể trên thiên bản kiếm thể đại quy lôi cương kiếm thể. Nhất thời người sau khí thế bạo tăng. Diệp khung thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nói thật với ngươi, so kiếm thể, cha ngươi đời này còn chưa thu quá. Không đúng, ta cũng không có ngươi dáng dấp xấu như vậy nhi tử. Diệp khung nói xong, cũng sắp kiếm của mình thể phóng thích ra ngoài. Nhất thời một cổ đủ để vắt ngang vạn cổ khí thế bạo phát. Hỗn độn bất diệt kiếm thể âm. Cường đại nghiền ép cảm giác, phản phất một cái cự nhân, một cước đem đồ lôi cho dẫm ở dưới bàn chân. Một khắc này, đồ lôi kinh hãi. Diệp khung nói đúng, hắn ngoại trừ kiếm khí tu vi so với diệp khung mạnh mẽ một ít. Những thứ khác, căn bản so ra kém diệp khung. Diệt thế tu la chân thân. Diệp khung quát. Tu la chân thân chi lực, khiến cho diệp khung bản thân khí thế, lại lần nữa tăng vọt chương 372, cưỡng ép thu. Hai đại kiếm thể chi lực va chạm, nhất thời để cho đây lôi hải kiếm vực bên trên không ngừng bị xé nứt. Khí tức mạnh mẽ như cuồng phong bên tai bờ gào thét, ngay cả trước mắt lôi hải cũng đều đang bị một chút xíu xé rách. Bản thân tại trên thân kiếm, Diệp khung cũng đã đem đồ lôi kiếm thể chế trụ. Tuy rằng không thể để cho đồ lôi kiếm thể trực tiếp tan vỡ, có thể ít nhất cũng để cho đồ lôi cảm nhận được một phân cực mạnh áp lực. Lúc này đồ lôi trong mắt có vẻ ngưng trọng. Ngay từ đầu thật không có đem dịp khung đem thả tại trong mắt, dù sao người sau thực lực, tại trước mắt hắn, căn bản cũng không đủ nhìn thấy. Tùy ý nhất kiếm, cũng đủ để đem dịp khung cho xóa bỏ. Chính là không nghĩ đến dịp khung biểu hiện, xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn. Không thế không nghiêm chỉnh mà đợi, nhất định phải đem dịp khung chém chết nếu không sau này dịp khung sẽ mười phần khó giải quyết lôi tôn tự tại pháp lôi pháp kiếm đồ lôi trường kiếm trong tay lôi quan đại chấn giờ khắc này ở lĩnh vực của hắn bên trong đã không có cần thiết đối với dịp khung nương tay đem bằng mạnh sát chiêu đem dịp khung chém chết chiêu này vừa ra nhất thời vạn trượng lôi đình rối rít hướng phía người sau vọt tới Dịp Khung vốn định lấy mình một kiếm mạnh nhất, cùng người sau chống lại, nhưng là bây giờ xem ra, thật giống như không cần thiết. Khi người sau một đạo lôi này pháp kiếm rơi xuống, mấy vạn trượng lôi đình, phản phất như là đếm không hết lôi xạ nhanh chóng dân trào mà đến, rối rít xong về dịp Khung. Âm. 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 Bốn phía một phiến lôi quang. Chúc Long Thiên Liễn. Diệp Khung đem chút Long Thiên Liễn Triệu Hoáng đi ra, cùng lúc trước đối phó Hoàng gia lão tổ thời điểm, giống nhau như đúc. Khi Diệp Khung thân hình ẩn náu tại chút Long Thiên Liễn bên trong thời điểm. Đồ Lôi cũng nhìn thấy, bất quá cũng không thèm để ý, bởi vì bất luận Diệp Khung thi triển cái thủ đoạn gì, cũng đều chỉ có tại công kích của hắn phía dưới, hóa thành bụi. Âm. Cùng bạo lôi đình phản phất như là từng vị cự thú, không ngừng đụng vào chút Long Thiên Liễn bên trên nhưng mà chút long thiên liễn bản thân bùng nổ ra một đạo thần uy. Để cho người sau lực lượng, căn bản là không có cách đánh vào đến. Toàn bộ chặn lại. Dịp khung tại chút long thiên liễn bên trong, có vẻ vô cùng có cảm giác an toàn. Mặc cho lực lượng của đối phương trùng kích, mà thân ở ở tại chút long thiên liễn bên trong dịp khung, không cảm giác được chút nào dao động. Đồ lôi công kích kéo dài khoảng chừng nửa phút tin tưởng cũng đích xác có rất vắng người có thể tại mạnh như vậy độ công kích bên dưới sống sót đồ lôi thực lực vẫn là rất mạnh nếu mà không phải có chút long thiên liễn bậc này vô địch thần kỳ dịp khung thật vẫn khó nói làm không tốt bản thân cũng sẽ người bị thương nặng muốn đem người sau đẩy ngã vậy coi như khó hơn đồ lôi kiếm khí trong cơ thể cũng gấp phim tiêu hao một chiêu này kiếm pháp chỗ cường đại ngay tại ở tại khi bên trong cơ thể ngươi nắm giữ kiếm khí thời điểm, công kích cũng sẽ không đình chỉ, hơn nữa uy lực cũng sẽ kéo dài gia tăng. Nhưng mà tương đối mà nói, kiếm khí tiêu hao tốc độ cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng. Vừa mới một chiêu này kiên trì ước chừng 30 giây thời gian, đối với hắn mà nói, cơ hồ là một lần lâu nhất, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại chiêu số của hắn phía dưới, sống sót lâu như vậy thời gian nhưng mà người sau công kích vừa mới tản đi. Bỗng nhiên một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng nhanh chóng ngưng tụ. Ông ông! Kiếm khí phun trào. Một cổ ít ỏi yếu hơn đồ lôi bậc này thực lực kiếm khí, vậy mà đang điên cuồng ngưng tụ. Làm sao có thể? Đồ lôi trong mắt một phiến kinh hãi, liền tính dịp khung có thể mới vừa rồi trong công kích sống sót, nhất định có cực lớn tiêu hao, mà không phải giống như hiện tại, vậy mà còn có thể bùng nổ ra công kích kinh khủng như thế. Thập phương trấn nguyên kiếm. Dịp khung tiến quát, âm vang có lực. Cảm nhận được sát cơ đồng thời, đồ lôi cũng căn bản không ở chần chờ, không có thời gian đi muộn nghi rồi, nhất định phải ngăn trở dịp khung một chiêu này. Lúc này người sau điều động toàn thân kiếm khí. Bản thân phản phất là lâm vào một khỏa thật lớn lôi cầu bên trong. Âm. Thân hình lọc vào lôi cầu bên trong dịp khung thập phương trấn nguyên kiếm hội tụ cùng bạo chi lực để giai cao cấp kiếm kỹ nhất kiếm rơi xuống âm va chạm trong nháy mắt năng lượng điên cuồng hướng phía bốn phía bạo lực, rõ ràng cảm nhận được trong đó nhấc lên một cổ lực lượng khủng bố chỉ là đây va chạm dư âm cũng đều đủ để đem người bị hất tung nhưng mà dịp khung thi triển xong một chiêu này sau đó liền trực tiếp thân hình né trở về lần nữa trốn chút long thiên liễn bên trong. Biểu thị không cần thiết tiếp nhận nửa điểm dư âm. Muốn làm thịt gia hỏa này, thật mười phần khó khăn, dù sao thực lực mạnh hơn ta. Diệp khung thầm nghĩ trong lòng, trừ phi vận dụng chút long thiên liễn bắt hắn cho đụng chết. Về sau người thực lực, cho dù là phái một tên kiếm khí phân thân, lấy ngư trường kiếm tập kích, cũng khó mà thành công, ngược lại có khả năng bị người sau, đem ngư trường kiếm cho đoạt thời gian pháp bảo bách xuyên vạn tượng đồ diệp khung nghĩ tới trong tay mình món này mười phần thần kỳ bảo vật vật này phải dùng làm sao trực tiếp đem người thu vào đi không diệp khung hiện tại còn không biết nên như thế nào đem người thu vào bách xuyên vạn tượng đồ bên trong ken bách xuyên vạn tượng đồ phương pháp sử dụng lấy đối phương một giọt tinh huyết dung nhập vào trong bản vẽ có đúng không người sao tiến hành cưỡng ép hấp thu cưỡng ép hấp thu nắm giữ thời gian làm mát thời gian làm mát căn cứ vào cưỡng ép hấp thu độ khó mà định ra diệp khung trong đầu nhớ lại như vậy thứ nhất tin tức lúc này cũng để cho diệp khung hiểu rõ xem ra vẫn là phải đem lão đầu này cho đánh một giọt tinh huyết đi ra diệp khung nói thầm một tiếng chỉ cần lấy được người sau một giọt tinh huyết liền có thể cưỡng ép đem người lôi vào trong như thế không có bao nhiêu độ khó. Chờ đem người sau hút vào đến bách xuyên vạn tượng đồ bên trong thời điểm, coi như mặc cho hắn dịp khung gây khó dễ. Đang muốn đem người sau xóa bỏ, càng là tùy tiện mà ở sự tình. Bất quá hiện tại, đầu tiên phải đem người sau đánh thổ huyết mới được. Dịp khung từ chút long thiên liễn bên trong hiện thân, không bị thương chút nào. Mà đối phương lại chịu không ít thiệt thòi vừa mới một chiêu này bộc phát ra chấn động, cơ hồ khiến người sau lục phủ ngũ tạng đều cảm nhận được cháy một dạng thống khổ. Thánh viêm nghịch lan quyền Diệp khung vừa hiện thân, tự lấy một chiêu để giai quyền pháp đánh ra ngoài. Đối phương cũng liền bận rộn nâng kiếm chém tới. Dân trào lôi xà cùng dịp khung quyền pháp va chạm. Âm. Thiên huyễn phân thân. Tam thập lục đạo kiếm khí phân thân trong nháy mắt bố trí ra vạn cương sát trận sát trận phá cho ta đồ lôi cũng đã ý thức được dịp khung căn bản không có đầy đủ thủ đoạn để cho hắn thụ thương tất cả chiêu số uy lực cũng có thể bị hắn áp chế chỉ là phải cẩn thận người sau ngạo tuyết chí tôn kiếm là đủ rồi lúc này đồ lôi nhất kiếm càng quét đem dịp khung thiên huyển phân thân đều cho rối rít chấn vỡ oanh Thiên Huyễn phân thân mạnh nhất cũng bất quá nhất phẩm kiếm tôn cảnh giới. Làm sao có thể đủ ngăn cản cửu phẩm kiếm tôn khí thế? Diệp khung không gây thương tổn được hắn, giống nhau người, hắn cũng không gây thương tổn được Diệp khung. Nhưng mà, đây là tại kiếm của hắn vực nội, chỉ cần cấp đủ hắn thời gian, đủ để đem Diệp khung cho dây dưa đến chết, đồng thời cũng để cho Diệp khung vô pháp rời khỏi kiếm của hắn vực ngay tại người sau nhất kiếm càng quét thiên huyễn phân thân thời điểm, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh, nhanh chóng tới gần hắn. Bản tôn vậy mà núp ở phân thân bên trong. Đồ lôi kinh sợ. Còn đến không kịp phản ứng, đã nhìn thấy diệt khung sợ một cái ngón tay của mình. Lúc này trên ngón tay giới chỉ, tản mát ra một ánh hào quang. Ngân lông trùng trận. Âm. Vô số đạo ngân thương chi lực từ trên mặt nhẫn bạo phát đặc tính, tất trúng. Oanh Vừa đối mặt, oanh đồ lôi tại chỗ miệng phun máu tươi, một chiêu này thật sự là đến đột nhiên quá mức, cơ hội đem cả người của hắn đánh bay. Đồ lôi thân hình chợt lui. Lúc này dịp khung lại hai tay mở ra rồi một bức tranh, tiếp nhận người sau máu tươi. Đó là cái gì? Đồ lôi tuy rằng ăn một chiêu, nhưng mà trạng thái tạm được, thương thế không nặng bất quá nhìn đến dịp khung bức họa trong tay, nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại, mười phần mãnh liệt dự cảm xấu. Ngươi Dịp khung khóe miệng, câu lên một nụ cười lạnh lùng. Bách xuyên vạn tượng đồ, thu. Nhất thời, một cổ vô pháp ngăn trở lực hút, trong nháy mắt bạo phát. Phản phất như là có một đôi vô hình bàn tay khổng lồ, gắt gao đem người sau bắt lại, đồng thời hướng phía đây bách xuyên vạn tượng đồ bên trong bay đi không. Đồ lôi nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân cuối cùng kiếm khí điên cuồng bạo phát, dùng cái này để ngăn cản đây một cổ lực hút. Nhưng mà hắn sức mạnh bùng lên càng mạnh, đây một cổ lực hút, cũng đều gấp bội gia tăng. Tuy rằng hắn không biết bức đồ này quyển là thứ gì, nhưng mà thân là một tên cường giả trực giác, có thể vô cùng rõ ràng nói cho hắn biết, một khi bị sau khi hút vào, thì phiền toái. Rốt cuộc, vèo một tiếng. Đồ lôi thân hình biến mất tại chỗ, bị hút vào đến bách xuyên vạn tượng đồ bên trong. Người sau trở thành đồ quyển bên trên một nhân vật điểm nhỏ. Mặc cho người sau không ngừng gầm to, nện, cũng đều chưa hề truyền tới, dịp khung tựa hồ căn bản không nghe được. Chương 373, Hoang Cổ Bình Nguyên Dịp khung mở ra bách xuyên vạn tượng đồ, lúc này cũng phát hiện, đồ lôi giống như một cái người giấy một loại, xuất hiện ở trong tranh có chút ý tứ dịp khung đem bức họa cho thu lại tại bách xuyên vạn tượng đồ bên trong người sau hoàn toàn không cách nào nhấc lên sóng gió đã là hoàn toàn trở thành một cái người bình thường bất luận ngươi tu vi thực lực mạnh hơn nữa bị cưỡng ép nhận được bách xuyên vạn tượng đồ bên trong như vậy mọi thứ cũng đều lạnh không còn tồn tại mặc cho ngươi có bản lĩnh ngất trời cũng đều không làm nên chuyện gì bách xuyên vạn tượng đồ bên trong Đồ Lôi Kinh Hải. Vào giờ phút này, hắn thậm chí không biết nên dùng cái gì để hình dung tâm tình bây giờ. Tất cả lực lượng đều biến mất. Kiếm khí, kiếm ý, kiếm đạo chi lực, hết thảy không còn sót lại chút gì. Không phải là bị áp chế ở trong người, mà là hoàn toàn biến mất, phản phất từ đến không có tồn tại qua. Hoàn cảnh chung quanh tuy rằng mười phần ưu mỹ, nhưng mà đối với Đồ Lôi lại nói đây quả thực là một cơn ác mộng chi địa. Tại sao có thể như vậy? Kiếm khí của ta, kiếm ý của ta, ta lôi trì kiếm đạo. Đồ lôi kinh hoảng thất thố. Hắn không có chết, nhưng trên thực tế, nhưng cũng liền cách cái chết không xa, hắn giờ phút này, chính là một cái lớn tuổi thể suy lão đầu mà thôi, thậm chí đi dọc trên đường tùy tiện ngã té lộn mèo một cái, thì có thể hủy tánh mạng của mình. Thả ta ra ngoài thả ta ra ngoài. Ngươi muốn làm sao, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, ta có thể không nhắc chuyện cũ. Ngươi có hay không nghe, có thể nghe được hay không? Đồ lôi hướng về phía bầu trời điên cuồng hét lên. Nhưng lại không có bất kỳ đáp ứng. Diệp không giống như không tồn tại một loại, hoàn toàn không nghe được, ở vào tình thế như vậy, không được bao lâu thời gian, đồ lôi thậm chí hoài nghi mình sẽ trực tiếp điên mất. Thiên ba thành bên ngoài. Diệp Khung thân hình lại lần nữa xuất hiện ở thiên ba thành bên trên. Mọi người lập tức nhìn thấy Diệp Khung thân ảnh. Tuy rằng trong tâm hết sức cao hứng, Diệp Khung còn sống, nhưng mà lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Chẳng lẽ Diệp Khung là đem người chém giết? Diệp Khung chém giết Đồ Lôi. Cửu Tích kiếm tông Đồ Lôi trưởng lão cứ như vậy bị Diệp Khung chém giết. Đang lúc mọi người trong lòng, Cửu Tích kiếm tông đây chính là đại biểu sự tồn tại vô địch, căn bản không có người có thể địch, thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ. Cửu Tích kiếm tông thực lực cường hãn, đã tại trong lòng của mọi người có cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Không có người có thể địch nổi Cửu Tích kiếm tông. Hôm nay bị Diệp khung giải quyết. Diệp khung nhìn thoáng qua đây Hắc Kim chiến thuyền, lúc này cũng trực tiếp sắp tối kim chiến thuyền thu vào. Vẫy tay, liền đem hắc kim chiến thuyền cho thu vào tinh thần giới bên trong. Đây chính là thứ tốt, chờ về sau không một chút rồi, lại đi đem đồ lôi nhẫn trữ vật cho cướp đoạt qua đây. Trầm Ngọc Đường và người khác, liền vội vàng đi tới dịp khung trước người. Dịp khung. Kia, kia đồ lôi lão tạc đâu? Trầm Ngọc Đường vội vàng hỏi. Dịp khung không bị thương chút nào, đồ lôi người nhưng không thấy, chẳng lẽ là có chuyện gì gấp, trực tiếp chạy trốn bất luận đây đồ lôi chết vẫn là chạy trốn, đối với Thiên Ba Thành lại nói, tự hồ cũng là một đợt cực lớn tai họa. Thiên Ba Thành chỉ sợ là không thể đang tiếp nối ở lại, nhưng mà trầm ngọc đường bọn hắn có thể đi, chính là Thiên Ba Thành còn có nhiều người như vậy tại. Căn bản đi không nổi. Yên tâm, hắn không có chết, hắn cũng không trốn thoát, bị ta phong ấn. Diệp Khung nói ra. Phong ấn. Cái này cũng được. Hiển nhiên loại thao tác này là Trầm Ngọc Đường không có nghĩ tới, bị phong ấn ý tứ chính là sống cho thật tốt, người không gì, nhưng lại không làm được nghiệt. Đây tự hồ là một cái lựa chọn rất tốt. Đã như thế, đồ lôi giữ lại tính mạng rồi, cửu tích kiếm tông cũng chưa chắc có thể rất nhanh phát hiện đồ lôi sự tình, tạm thời đánh giá không lên thiên ba thành bên này. Chỉ cần không ra mạng người, những này tu vi đứng đầu trưởng lão, cái nào đều là khắp đại lục đến nơi ở chạy loạn trong lúc nhất thời chưa chắc tìm được đồ lôi trưởng lão trên đầu người sống là được cửu tích kiếm tông lớn như vậy tông phái trong thời gian ngắn là chú ý không được diệp khung cũng chính là hiểu rõ một điểm này cho nên tạm thời không có thu hoạch người sau tính mạng mà là tạm thời đem giam giữ ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian ta sẽ ở những địa phương khác thả ra tiếng gió liền tính cửu tích kiếm tông phía sau muốn tìm kiếm đây đồ lôi cũng sẽ không đối với các ngươi thiên ba thành hạ thủ diệp khung nói ra dù sao đồ thành loại chuyện này chỉ là đồ lôi tự thân hành vi cá nhân đổi thành cửu tích kiếm tông đến vậy cũng nhất định sẽ không làm loại chuyện này rời khỏi thiên ba thành bản thân cũng là diệp khung kế hoạch bên trong ngươi muốn rời khỏi trầm ngọc đường kinh sợ nghĩ đến diệp khung là vì không liên lụy bọn hắn thiên ba thành trầm ngọc đường lúc này cũng sâu đậm thở dài một cái đều tại ta chờ thực lực chưa tới để cho huynh đệ chịu khổ những linh tinh này cùng dược liệu ở trên đường dùng tới được trầm ngọc đường đem một chiếc nhẫn trữ vật nhét vào diệp khung trong tay mà diệp khung cũng hoàn toàn không có ngại ngùng đem nhẫn trữ vật đồ vật hết thể chuyển tới mình tinh thần giới bên trong đây nhẫn trữ vật ta còn nhiều mà trả lại cho ngươi diệp khung nói ra trầm ngọc đường trừng mắt vậy mà còn có thể có loại thao tác này nếu là có chuyện gì nhớ tới chào chúng ta một tiếng trầm ngọc đường vẫn vô cùng nói nghĩa khí bằng không đang đối mặt hoàng gia thời điểm cũng sẽ không không chút do dự đứng tại lăng gia bên cạnh cùng nhau đối kháng thiên ba thành cho dù lăng dục không để cho người sau làm thiên ba thành thành chủ vị trí Bản thân cũng đều không chút do dự nào. Được, ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Diệp khung cùng Trầm Ngọc Đường và người khác cáo biệt, về phần Lăng Dục bên kia, chỉ cần thay mặt truyền đạt một phen là được. Thâm Hình cao ngất mà khởi. An tỉnh đợi tại Thiên Ba Thành đánh dấu, lấy được đồ vật, đối với Diệp khung lại nói, thật sự là quá ít. Hiện tại trước có Cửu Tích kiếm tông, phía sau lại có kia Hồng Liên Quỷ tướng. Hồng Liên quỷ tướng đã tới vạn kiếm đại lục, tìm ra hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn, như thế nào đi nữa, cũng phải trước tiên đem thực lực của mình, tăng lên tới cửu phẩm kiếm tôn tầng thứ đi. Trước mắt dịp không chỉ là nhị phẩm kiếm tôn, đánh giá đều trụ không được Hồng Liên quỷ tướng một chiêu. Đại khái là chỉ có chút long thiên liễn, có thể hơi ngăn cản một phen. Đồ lôi công lực biến mất, người sau chỗ bố trí kết giới, tự nhiên cũng đều vô ảnh vô tung biến mất cùng lôi huyết viên diệp khung cũng tạm thời lưu lại bởi vì diệp khung bây giờ cái kế hoạch thứ nhất chính là lợi dụng vạn thú ấn đi hàng phục một cái bát giai trung cấp thậm chí là bát giai đỉnh phong hung thú vạn thú ấn dù sao cũng là siêu thần khí người sau còn có dạng gì ẩn tàng chức năng diệp khung cũng cần hảo hảo suy nghĩ một phen diệp khung đi trước lộ tuyến là một đường hướng phía vạn yêu chi mộ đi trong tay có một phần trung vực bên trong bản đồ đại khái trên mà thôi đều có đánh dấu. Còn có tam tông hai các thế lực địa bàn, gặp phải những chỗ này, có thể nhất thiết phải cẩn thận, không thể trêu chọc thị phi. Dịp khung trời khỏi nhất định phạm vi sau đó, chính là triệu hoán ra chút long thiên liễn, trước tiên đem người sau mặt ngoài tiến hành một phen che giấu, nếu để cho người sau tia sáng kia vạn trượng, nhất định dọc theo đường đi muốn đánh cướp người đều càng nhiều. Hơn nữa có chút long thiên liễn, những này chặn đường căn bản không thành vấn đề. Ngày đi 3 triệu dặm, liền tính đi dạo hết toàn bộ vạn kiếm đại lục, cũng đều phải không mất bao nhiêu thời gian. Đương nhiên thúc giục đó tốc độ cực hạn, cũng vẫn còn cần thực lực cường đại điều khiển mới được. Đằng trước chính là hoang cổ bình nguyên, nghe nói rất nhiều hoang cổ huyết mạch hung thú, tồn tại trong đó. Diệp khung thu hồi bản đồ, sau đó tại hoang cổ bình nguyên vùng trời, bắt đầu tìm kiếm, phải chăng có nhân vật mạnh mẽ. Ken. Phải chăng tại hoang cổ bình nguyên đánh dấu? Đánh dấu. Ken. Đánh dấu thành công, thu được một tia hồng hoang chi khí. Chương 374, Trường Tý Bạch Mao Viên. Hồng hoang chi khí. Diệp khung trong lòng run nhẹ. Chợt mở ra hồng hoang khí giới thiệu. Đọc một phen sau đó, Diệp khung nhất thời kinh hỷ muôn phần. Hồng hoang chi khí, lại có thể dùng để rèn luyện thân thể, nhục thân thành thánh. Diệp khung kinh hỉ muôn phần. Ken. Phải chăng hấp thu hồng hoang chi khí, cải tạo nhục thân. Hấp thu. Còn chờ cái gì, diệp khung thân thể, tuy rằng đã là dùng ngũ hành đoán thể thuật phương thức, đạt tới kiếm tông tầng thứ, nhưng mà đối mặt kiếm tôn tầng thứ, vẫn có rất lớn tai hại. Kim thân trạng thái cũng không được khá lắm dùng, Diệp Khung tổng cộng chưa từng dùng qua mấy lần, phần lớn dưới tình huống, vẫn còn cần đánh thức bất diệt kiếm thể lực lượng mới được. Ken Luyện hóa bắt đầu Luyện hóa thành công Diệp Khung chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể, không có chút nào thống khổ, hoặc là bất kỳ không thích ứng, chỉ đơn giản như vậy, ung dung hoàn thành luyện hóa. Để cho Diệp Khung trong tâm mười phần khiếp sợ. Gia Trâu dịp khung kích động trong lòng siết quả đắm một cái tuy rằng cảm nhận được thân thể của mình có chút đề thăng có thể dịp khung cũng không biết cụ thể tăng lên bao nhiêu thật muốn tìm một cái hung thú tới thử thử một lần ngay tại dịp khung muốn như vậy thời điểm phía trước bỗng nhiên một tiếng nổ một đào xé gió âm thanh truyền đến định thần nhìn lại dĩ nhiên là một tảng đá lớn nhanh chóng hướng phía dịp khung vọt tới tốc độ cực nhanh dịp khung không kịp trốn tránh lúc này khoác tay ngăn ở trước người oanh dịp khung cũng cảm giác bản thân bị một ngọn núi tốc độ cao va chạm ngực trung nhẹ bất quá thật giống như bản thân cũng không có bao nhiêu tổn thương vẫn hoàn hảo không chút tổn hại ta vậy mà không gì dịp khung trong tâm vừa mừng vừa sợ vốn cho là mình làm sao cũng phải tan xương nát thịt người bị thương nặng rồi bởi vì đây một tập kích đến quá nhanh. Nhưng không nghĩ đến luyện hóa hồng hoàng khí sau đó, dịp khung thân thể, đã có thể so với kiếm tôn tầng thứ. Nhất định chính là một cái tại mọi thời khắc đều mở ra kim thân trạng thái. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai như vậy không muốn sống, lại dám tập kích ta. Dịp khung tức giận tìm kiếm người xuất thủ. Kiếm ý đảo qua. Rất nhanh ở phía dưới một nơi thung lũng bên trong, phong tỏa một đạo thân ảnh. Bạch Mao Viên Một cái hình thể tiếp cận 100 m cự thú. Hai tay vọng lên, phản phất như là một tòa cự tháp chuyển động. Bát Giai Đỉnh Phong Trường tí Bạch Mao Viên, nắm giữ hoang thú huyết mạch. Diệp Khung nhìn thấy một đạo này thân ảnh. Người sau huyết mạch, khả năng so với cùng lôi huyết viên còn mạnh hơn một phân, bằng không thực lực cũng sẽ không cao hơn một cái như vậy cấp bậc sụp đổ. Trường tí bạch mau viên lại lần nữa dơ lên một khối mấy chục vạn cân đá lớn, hướng phía dịp khung ra sức ném mà tới. Rõ ràng cách nhau cũng có mấy ngàn thước khoảng cách, nhưng lại về một tiếng, trong chớp mắt xuất hiện ở trước mắt. Lần này có chút chuẩn bị, dịp khung ung dung liền lóe lên. Quá phận, thật coi ta dễ khi dễ sao, vừa vặn đem ngươi thu cất. Đoán chừng là dịp khung xông vào người sau lãnh địa, cho nên đây trường tí bạch mau viên mới có thể tức giận như vậy, tiến hành như vậy cách không ném đá công kích. Lúc này dịp khung thân hình nhanh chóng hướng phía phía dưới rơi đi. Trong tâm đã có kế hoạch. Trước tiên đem gia hỏa này đánh thổ huyết, đang dùng bách xuyên vạn tượng đồ, đem người sau thu vào đi, sau đó đang dùng vạn thú ấn chậm rãi hành hạ, cũng không tin người này đầu khớp xương có thể có kiên cường như thế. Kế hoạch đã tại dịp khung trong tâm sáng tỏ rồi sau đó dịp khung thân hình nhanh chóng hạ xuống. Oanh! Chỉ thấy trường tí bạch mau viên, giống như là dưới chân trang rồi quả bom một loại, chỉ là chạy nước trút lực bộc phát, cũng đã đem mặt đất dưới chân, bước ra một đạo mấy ngàn thước vết nứt. Tốc độ cực nhanh, để cho dịp khung đều suýt nữa không thấy rõ động tác. Oanh! Dịp khung liền tranh thủ chút long thiên liễn triệu hoáng đi ra. Người sau một quyền đánh vào chút long thiên liễn bên trên, cũng tại sau một khắc bị chút long thiên liễn lực lượng đánh bay âm nhưng mà chút long thiên liễn tại chỗ đã lưu lại rồi mấy trăm thước hố sâu mặt đất tựa hồ không chịu nổi một kích bị đối phương lực lượng thoải mái xuyên qua dịp khung tại chút long thiên liễn bên trong cảm thụ bực nào lực lượng khủng bố trong lòng cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh lực lượng này cũng quá kinh khủng coi như là ta cũng trụ không được a à. chẳng những tốc độ kinh người càng là uy lực mười phần, nếu mà không phải là bị đây chút long thiên liễn cản một hồi, đánh giá tại chỗ thân thể liền phế. May nhờ có đây chút long thiên liễn. Diệp khung trung động trong lòng, quả thực không nghĩ đến người này lực lượng, vậy mà kinh khủng như vậy. Tại cực hạn lực lượng trước mặt, căn bản không cần thiết những thứ khác kỹ năng các loại, trực tiếp một quyền liền có thể đem người bất luận cái gì chiêu số đều cho chú y bạo. Gào. Trường tí bạch mau viên lập tức vô cùng phẫn nộ. Lại có người có thể đem hắn cho văn ra. Tại cái này phương viên mấy vạn dặm bên trong, còn chưa bao giờ bị thua thiệt lớn như vậy, thân là đây một mảnh mang bá chủ, ắt phải đem miệt thị hắn tất cả sinh vật, đều cho chủ y bạo. Không cam lòng trường tí bạch mau viên, tiếp tục trống giận vọt tới. Nhưng mà bất luận người sau nắm đấm như thế nào kiên cường, cũng đều không thể đem chút long thiên liễn phá hủy dù sao loại đẳng cấp này bảo vật, không phải người sau có thể tùy tiện phá hủy. Oanh! Gia hỏa này như vậy ngu xuẩn, ta hẳn có thể thử một lần. Diệp khung nhìn ra, đây trường tí bạch mau viên, thật giống như cũng không phải rất thông minh bộ dạng, lúc này tâm sinh một kế. Liền tranh thủ chút long thiên liễn cho thúc dục, trong nháy mắt bay vút đến ngoài mấy trăm dặm. Trường tí bạch mau viên nhìn thấy chạy trốn dịp khung, nhất thời gầm thét đuổi theo ắt phải đem dịp khung xé nát. Nhưng mà vừa đuổi theo, đã nhìn thấy dịp khung chút long thiên liễn, lấy một cái tốc độ nhanh hơn đụng trở về. Oanh! Dịp khung điều khiển chút long thiên liễn, tinh chuẩn đụng vào người sau trên lỗ mũi. Lúc này trường tí bạch mau viên thân hình, trong nháy mắt bay ngược mấy ngàn thước, nặng nề nện vào rồi một nơi đỉnh núi bên trong, trực tiếp đem ngọn núi này xô ra rồi một cái hố to. Âm âm. Đá vụn bay lượn. Dịp khung lúc này chui ra, vừa mới hẳn đem kia kẻ ngu si trực tiếp vỡ thành trọng thương. Quả nhiên chảy máu. Chút lông thiên liễn đầu xe bên trên, quả nhiên xuất hiện một vệt máu, chính là kia trường tí bạch mau viên máu tươi. Dịp khung đem máu tươi này nhỏ vào bách xuyên vạn tượng đồ bên trong, lại phát hiện người sau nhắc nhở. Đây chỉ là phổ thông máu tươi không phải là tinh huyết, đồng thời thời gian làm mát còn chưa tới. Dịp khung nhìn một chút cái gì, lại muốn làm lạnh 28 ngày. Diệp khung lúc này liền vội vàng thu hồi bách xuyên vạn tượng đồ, sau đó người điều khiển chút long thiên liễn, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Vèo một tiếng. Bỏ trốn. Đống đá vụn bên trong, trường tí bạch mau viên tức giận vọt ra, ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn đến chạy trốn diệp khung, nó cũng không đuổi kịp đi. Nhưng mà trong mắt phun trào ra lửa giận, để cho trường tí bạch mau viên, đã sâu đậm nhớ kỹ Diệp Khung bộ dáng. Lần sau nếu như gặp lại Diệp Khung, nhất định phải đem Diệp Khung, chém thành muôn mảnh. Diệp Khung ý nghĩ là Hiện tại không nóng nảy cùng gia hỏa này cứng rắn. Chờ mình tiếp tục đánh dấu, lấy được một ít thứ tốt sau đó, lại đến thu thập gia hỏa này cũng không muộn. Không cần phải gấp gáp ở tại nhất thời. Xem ra đây trăm sông bức tranh, muốn lười biến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Khung đem nơi đây ghi xuống, nếu là người này lãnh địa, người sau đương nhiên sẽ không tùy ý rời khỏi. Chờ đến đi, ta sẽ trở lại. Chương 375, Hóa địa thôn thiên quả Diệp Khung tốc độ chạy trốn, trường tí bạch mau viên là không theo kịp. Tuy rằng Diệp Khung lúc trước trên căn bản chưa từng ăn qua cái gì thua thiệt, có thể nhập đến đây trung vực chi địa, xem như cảm nhận được cái gì gọi là áp lực tùy tiện đi lên như vậy một cái hung thú, đã nắm giữ bát giai đỉnh phong thực lực, vẫn là loại kia toàn phương vị vô tử huyệt, không có nhược điểm loại kia, muốn đánh bại người sau, chỉ có thể chính diện xuất thủ. May chút Long Thiên liễn lực phòng ngự đủ mạnh, để cho người sau cũng không có cách nào, lúc này Diệp Khung cũng trực tiếp thao chút Long Thiên liễn, hướng về phía hoang cổ bên trong vùng bình nguyên phóng tới. Vèo vừa mới dịp khung chỉ là tại hoang cổ bình nguyên ngoại tầng khu vực đánh dấu hôm nay cũng tính toán thâm nhập trong đó vèo dịp khung hãm lại tốc độ đáp xuống một nơi bờ suối chảy bên trên nơi đây phong cảnh tú lệ bốn phía nhìn qua cũng vô cùng bình tĩnh không có bất kỳ nguy hiểm cách đó không xa còn có một nơi thác nước cho đây yên tĩnh cảnh sắc mang đến một chút sinh khí như vậy phong cảnh xinh đẹp địa phương sẽ không có nguy hiểm nghỉ ngơi một đêm ngày mai đánh dấu dịp khung là tính toán đặc biệt đến đánh dấu có chuyện gì chạy hắn còn không tin cứ như vậy phương thức thu được thời gian mấy tháng hắn còn không thu thập được cái gì hồng liên quỷ tướng đến lúc đó nhất định phải đem hồng liên quỷ tướng bị đè xuống đất va chạm chẳng qua chỉ là mượn địa mục khô liên đi ký cái đến liền tất yếu liên tục phái người theo đuổi vết, thậm chí còn tự mình hiện thân chính là ăn không đối với hắn cũng quá kiên nhẫn không bỏ rồi lá kia khung đương nhiên cũng không thể khiến người này thất vọng ngay tại dòng suối bờ sông tu luyện một đêm trôi qua quả nhiên không có bất kỳ sự tình phát sinh dịp khung bình yên vô sự đợi đến rồi lúc sáng sớm đây hoang cổ bình nguyên cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy xem ra chuyện hôm qua chỉ là một cái ví dụ hệ thống nhắc nhở dịp khung đã có thể tiến hành đánh dấu rồi Ken. Phải chăng tại hóa địa thôn thiên mãn lãnh địa đánh dấu? Đánh. Hả? Cái gì? Hóa địa thôn thiên mãn. Diệp khung toàn thân giật mình một cái. Nói như vậy, cái loại này điểm đều lấy núi non sông suối danh tự đặt tên, nếu như không có người cho mạng hắn tên, vậy liền sẽ lấy vô danh chi địa đặt tên. Nhưng hôm nay, vậy mà xuất hiện một cái, lấy hung thú danh tự đặt tên địa điểm điều này nói rõ cái gì ít nhất vài vạn năm đến danh tự này đều chưa từng thay đổi chỉ cần là có ghi lại văn hiến tài liệu đều đem mảnh địa phương này đều cho mệnh danh là hóa địa thôn thiên mãn lãnh địa đủ để thấy đây hóa địa thôn thiên mãn thực lực là cỡ nào cường đại trực tiếp chấn nhiếp xưa và nay hơn nữa tồn tại thời gian cũng đều đã không nói rõ ràng đánh dấu dịp khung liền vội vàng hô đây không phải là một cái chỗ ở lâu. Nhanh chóng đánh dấu nhanh chóng rút lui. Ken. Đánh dấu thành công, thu được hóa địa thôn thiên quả. Dịp khung tinh thần giới bên trong, trong nháy mắt nhiều hơn một trái. Danh tự này, ta nghe đến làm sao quen tai như vậy. Nhưng mà lúc này dịp khung căn bản không kịp kiểm tra, kia cái gọi là hóa địa thôn thiên quả, đến tột cùng là cái gì? Trước mắt dòng suối đã nổ tung âm. Mặt đất trong nháy mắt bạo trùng mà khởi, trực tiếp mang theo vô số bùn đất thạch lưu, vọt tới trên bầu trời. Diệp khung cũng thiếu chút nữa không bị đây một cổ mảnh liệt khí lưu, trực tiếp cuốn vào. Diệp khung đang muốn chui vào chút long thiên liễn bên trong, nhanh chóng rút lui, lại đột nhiên một cổ lực lượng khủng bố đánh tới. Âm. Bay ra trên đất chút long thiên liễn, trực tiếp bị một cổ đáng yêu lực lượng đánh bay ra ngoài, không có người thao túng trạng thái, chút long thiên liễn liền vô pháp bị khống chế. Đồng thời một cổ cự lực đột nhiên hướng phía dịp khung kéo tới. Âm. Dịp khung trong nháy mắt bị đánh bay. Lục phủ ngũ tạng ngay lúc này đau rát đau, phản phất tùy thời có thể bị xé nứt một dạng. Bất diệt kiếm thể. Dịp khung trong nháy mắt bùng nổ ra bất diệt kiếm thể. Đạp vân hoa. Hai trăm tăng lên gấp bội bức lại lần nữa một cổ lực lượng hướng phía dịp khung đuổi theo, dịp khung trong nháy mắt bùng nổ ra đạp vân hoa 200 tăng lên gấp bội bức hiệu quả, thân hình bất thình lình xông ra ngoài, một cái chui vào chút long thiên liễn bên trong. Sau một khắc, một cổ cùng bạo lực đạo, đem dịp khung vừa mới dọc theo đường đi tới trải qua mọi thứ, đều cho toàn bộ vỡ nát. Phản phất như là có một đạo phá hủy hết thảy cương phong, nơi đi qua, không có bất kỳ vật gì có thể tồn tại. Diệp Khung điều khiển chút Long Thiên Liễn, tại đây một cổ hủy diệt phong bạo bên trong, có thể nói là vẫn không nhúc nhích. Khi Diệp Khung hướng phía bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy một vị tiếp cận vạn trượng cự thú từ dưới đất thò ra, khổng lồ thân hình hiện ra đến, tiếp theo bất thình lình lao xuống, cắn một cái hướng về chút Long Thiên Liễn. Phạm vi trăm trượng đều bị người sau thật lớn bóng mờ cho bao phủ, cái miệng liền bao phủ trăm trượng phạm vi, có thể thấy đây miệng có bao nhiêu lớn đi. Diệp khung bất chấp đến chấn động, lúc này thúc giục chút Long Thiên Liễn, trong chớp mắt, chính là biến mất tại tại chỗ, xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Hảo gia hỏa, kia hóa địa thôn thiên mãn, ít nhất cũng là cửu giai tồn tại. Đây cũng là cửu giai hung thú uy năng. Khó trách đây hoang cổ bình nguyên, coi như là một ít đỉnh cấp tông phái cũng đều không dám vào rừng, nguy hiểm mọi nơi, hơn nửa loại đẳng cấp này nguy hiểm đều không phải người bình thường có thể ứng phó đánh giá đây hóa địa thôn thiên mãn một khi xuất thế cửu tích kiếm tông đều khó đem ngăn cản đây mới thực sự là nhân vật đáng sợ hủy thiên diệt địa cấp bậc nếu mà không phải có chút long thiên liễn diệp khung vừa mới đã bị đưa đi luân hồi chuyển thế đáng sợ quả thật là đáng sợ diệp khung đến bây giờ cũng đều một hơi không thể tỉnh lại hắn vốn tưởng rằng ít nhất bằng vào thực lực của mình, có thể ứng phó một ít tình huống xuất hiện. Nhưng mà trên thực tế, hắn chỉ có thể ẩn náu tại chút long thiên liễn bên trong, như vậy thôi thóp. Mất mặt. Diệp Khung lắc lắc đầu, vì lý do an toàn, vẫn là đem chút long thiên liễn, hướng phía phương xa di động một phen. Dù sao ai biết gia hỏa kia có thể hay không ngang qua mấy vạn dặm đuổi tới. Vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngoại trừ đánh dấu, ta trước hết tạm thời không đi ra ngoài dịp khung thầm nghĩ đến tuy rằng ẩn náu tại chút long thiên liễn bên trong có chút gian lận cùng đểu giả nhưng mà đây cũng không phải là trận đấu có cái gì tốt biệt khuất có thể tại loại này tuyệt đối an toàn dưới tình huống tiến hành đánh dấu cớ sao mà không làm tại sao phải đi mạo hiểm dạng này quá mức ngu xuẩn trước xem một chút đây hóa địa thôn thiên quả đến tột cùng là vật gì tốt Diệp Khung trong tâm mười phần kích động. Nhìn gia hỏa đuổi mạnh như vậy, nhất định là một kiện thứ tốt. Diệp Khung đem hóa địa thôn thiên quả lấy ra, đồng thời tra xét giới thiệu cặn kẽ. Hóa địa thôn thiên quả, dùng có thể được thần thông, hóa địa thôn thiên thuật. Ngoài ra còn có thể thu được kiếm khí tu vi, mỗi ngày lấy một vạn năm kiếm khí tu vi tăng lên, có thể cầm tiếp theo hai mươi ngày. Một vạn năm kiếm khí tu vi. Dịp khung hôm nay là nhị phẩm kiếm tôn. Đột phá đến tam phẩm kiếm tôn, cần ước chừng 20 vạn năm kiếm khí tu vi. Mà trái cây này, ngoại trừ thu được thần thông ra, vậy mà vẫn có thể mỗi ngày tăng lên một vạn ngày kiếm khí tu vi. Đây đến ngày thứ 20, đó chính là ước chừng 20 vạn năm. Thứ tốt. Dịp khung trận cả mắt lên rồi. Không có uổng phí mạo hiểm. Ken phải chăng luyện hóa hóa địa thôn thiên quả? Luyện hóa Chương 376, Cửu Thiên Huyền Lôi Trận Ken, luyện hóa thành công, thu được cao cấp thần thông, hóa địa thôn thiên chi thuật. Ken Thu được một vạn năm kiếm khí tu vi. Nhất thời, dịp khung cảm giác bản thân tràn đầy lực lượng. Kiếm khí tu vi, lại lần nữa tăng vọt. Sảng khoái. Dịp khung trong mắt, toát ra một tia chấn động. Đây hóa địa thôn thiên thuật là ý gì? Diệp Khung hết sức tò mò. Cao cấp thần thông. Trước mắt Diệp Khung còn chưa bao giờ từng thu được đẳng cấp này thần thông. Hóa địa thôn thiên thuật, có thể luyện hóa người khác lĩnh vực chi lực. Đây coi là thần thông gì, ta phá vực nhận một dạng có thể. Diệp Khung nhất thời có chút không vừa ý rồi, đây không khỏi cũng quá qua loa lấy lệ, mình chính là liều lĩnh lớn như vậy nguy hiểm tánh mạng, thật vất vả mới từ kia một vị cửu giai hung thú trong tay, đem vật này cho đoạt lấy đến. Suối quẩy Diệp khung không nhịn được thở dài một cái, mặc dù nói thần thông này có thể có chút lặp lại, nhưng ít ra cho kiếm khí tu vi, vẫn vô cùng phóng khoáng. Hôm nay một vạn, ngày mai hai vạn, hầu thiên ba vạn, nhìn như không nhiều, Diệp khung ở trong lòng yên lặng chồng chất rồi một hồi nhất thời mặt liền biến sắc. Cái, cái gì? 210 vạn năm. Diệp khung gọi thẳng hảo gia hỏa. Hơn 200 vạn năm kiếm khí tu vi, thậm chí đều đủ để để cho Diệp khung đột phá đến ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm kiếm tôn cảnh giới. Tế Tế tính toán, vật này mới thật sự là mạnh mẽ a. À. Cũng không tính là không có chút nào thu hoạch, ít nhất kiếm khí tu vi vẫn tương đối ra sức Diệp Khung nhất thời vui vẻ ra mặt. Nghỉ ngơi lát nữa, Diệp Khung tính toán tiếp tục đi về phía trước thời điểm, chợt phát hiện, không khí chung quanh bất thình lình chấn động. Âm âm. Chúc Long Thiên Liễn tự hồ là bị là thứ gì đụng vào, lại hình như là Chúc Long Thiên Liễn, đụng phải cái gì kiên cố đồ vật. Trận Pháp Diệp Khung Thân là trận Pháp sư cấp cao ở đây, tự nhiên biết rõ, mang theo loại cảm giác này, chính là trận Pháp đưa đến lại không biết lúc nào, bất ngờ xông vào trong trận pháp, có phải là hay không những người khác bố trí, từ lúc nào bố trí, để cho Diệp Khung hết sức kinh ngạc. Chẳng lẽ là thật sớm nằm lập xuống mai phục? Khi Diệp Khung chui ra ngoài, tra xét một phen thời điểm, hiển nhiên phát hiện, một đạo này trận pháp không phải là người làm, hoặc có lẽ là, không phải là bây giờ người tạo nên. Mà là đang rất sớm lúc trước lưu lại. Viễn cổ cấp trận pháp bởi vì bốn phía không gian nơi lưu chuyển trận văn, đều hết sức cổ xưa, tuy rằng dịp khung phần lớn trận pháp tu vi đều dựa vào đánh dấu thu được, mình cũng không cẩn thận lật xem. Bất quá kiếm ý phân thân chính là học tập cho thật giỏi qua, cho nên những kinh nghiệm này, dịp khung cũng như nhau nắm giữ, có thể nhìn ra, xung quanh những này trận văn, trong đó bị thêm vào lực lượng, đều hết sức rất xưa. Hảo gia hỏa, vậy mà bất ngờ xông vào loại trận pháp này bên trong loại địa phương này không khỏi cũng quá nguy hiểm đi. Diệp Khung thậm chí cảm thấy đóng lại, mình ngắn mũi này mấy ngày, đã đem những người khác cả đời gặp nguy hiểm, đều cho trải qua qua đây. Lực lượng lớn vô cùng trường tý bạch mau viên, còn có kia đủ để hóa địa thôn thiên cự đại mãn xa, hiện tại lại vô ý xông vào một tòa viễn cổ trong trận pháp. Hơn nữa, vừa mới va vào một phát một đạo này viễn cổ trận pháp, tựa hồ, trực tiếp đem nó cho kích phát. Chúc long thiên liễn bên ngoài tình huống, trong nháy mắt biến ảo mười phần khủng bố, lên trời xuống đất, toàn bộ đều là một phiến lôi vân tồn tại. Âm âm. Vô số đạo lôi đình, không ngừng đánh vào dịp khung chúc long thiên liễn bên trên. Một giây đồng hồ, ít nhất có hơn vạn đạo lôi đình rơi xuống, hung mảnh lực lượng kinh khủng, bất luận cái gì một đạo lôi đình, đều đủ để đem một tên kiếm tôn cường giả bắn cho thành toái phiến. Dịp không muốn cảm thụ một chút lôi đình này uy lực, ngay sau đó phóng xuất ra một đạo thiên huyễn phân thân. Một đạo này thiên huyễn phân thân vừa rời đi chút long thiên liễn, trong nháy mắt liền bị đánh thành vỡ nát. Hơn nữa hóa thành nát bấy bộ phận, mỗi một viên phấn cũng đều lại lần nữa bị lôi đình đánh hơn vạn lần. Căn bản là không đỡ nổi, hơn nữa liền loại này tư thế, một khi xông ra mà nói, trên căn bản chính là chết không thể chết lại tuyệt đối không có khả năng khởi tử hoàn sinh cái chủng loại kia đây cái quỷ gì trận pháp loại trận pháp này có thể giải diệp khung không biết đây là đẳng cấp gì trận pháp nhưng mà cũng biết tuyệt đối không phải là người có thể ngăn cản cho dù là kiếm tôn đỉnh phong đến cũng chính là một chữ chết thậm chí diệp khung hoài nghi kia cửu giai hóa địa thôn thiên mãn cũng không có đuổi theo cũng là bởi vì một đạo này trận pháp tồn tại ta còn tưởng rằng hung nhất chính là kia hóa địa thôn thiên mãn rồi, ha ha, không nghĩ đến, còn có có thể miễu sát hóa địa thôn thiên mãn đồ vật. Diệp khung lắc lắc đầu. Trực tiếp liền đợi tại chút long thiên liễn bên trong. Thật may, trận pháp này uy lực mạnh mẽ, nhưng không cách nào phá vỡ chút long thiên liễn phòng ngự. Hiển nhiên trong tay chút long thiên liễn mới thật sự là vương giả. Luôn có nguy năng lượng hao hết thời điểm đi diệp khung liền dứt khoát tại chút long thiên liễn bên trong tu luyện sau đó lại đến mình nguyền rủa kiếm vực bên trong thưởng thức một hồi trên một lần dung nhập vào đại địa hoàng thạch hôm nay nguyền rủa kiếm vực đã là tự đi diễn sinh ra được sơn xuyên trước tiên có sơn xuyên lại thêm cỏ cây sau đó nền thài ngén sinh linh rồi sinh linh đạt đến số lượng nhất định chính là một thế giới nhỏ đáng sinh thời gian một ngày đi qua bên ngoài lôi đình chi lực không có một chút yếu bớt ý tứ thông qua dịp khung một phen nghiên cứu trận pháp này tự hồ là có thể hấp thu thiên địa chi lực tự nhiên mà thành đạt đến một loại kéo dài không dứt hiệu quả ý tứ là được tùy tiện lại bổ xuống thời gian mấy năm cũng đều dư giả có thừa phải chết ken thu được kiếm khí hai vạn năm kiếm khí tu vi hệ thống thanh âm nhắc nhở vang dội ken đặc thù đánh dấu địa điểm, hoàn thành ngăn cản cửu thiên huyền lôi trận năm ngày nhiệm vụ, có thể được đặc thù đánh dấu vật phẩm. Đến Đặc thù địa điểm Diệp khung tự hồ thật lâu không có nghe được thanh âm như vậy rồi. Ngăn cản năm ngày là được. Cửu thiên huyền lôi trận Nguyên lai like đây là một đạo này trận pháp danh tự. Nghe danh tự liền phi thường lợi hại. Ken nhiệm vụ trước mặt độ tiến triển 15. Diệp khung kiểm tra một hồi, ngay cả cả ngày hôm qua thời gian, cũng tính toán ở bên trong, nói cách khác, tại Chúc Long thiên liễn bên trong, cũng xem như. Chuyện nhỏ, vậy ta sẽ lại nghỉ ngơi 5 ngày. Lấy cửu thiên huyền lôi trận uy lực, vô pháp đối với chút Long thiên liễn tạo thành tổn thương, chỉ là nghỉ ngơi mấy năm xưa giữa, Diệp khung cũng chưa chắc ra đi. Cho nên Diệp khung tương đối gấp, hôm nay có thể tiến hành đặc thù đánh dấu, cũng có thể có chút chuyển cơ. Sau 5 ngày, Ken thu được 5 vạn năm kiếm khí tu vi. Ngày mai lại đến một ngày, liền trực tiếp bước chân vào tam phẩm kiếm tôn cảnh giới. Loại này thăng cấp cảm giác, bây giờ tới là quá tuyệt vời. Diệp khung không nhìn được duỗi người một chút. Ken Hoàn thành đặc thù đánh dấu nhiệm vụ, đang tiến hành đặc thù đánh dấu. Keng. đánh dấu thành công thu được cửu thiên huyền lôi trận cờ một bộ dịp khung trong tâm vui mừng cửu thiên huyền lôi trận cờ hạ phẩm tiên khí có thể điều khiển cửu thiên huyền lôi đại trận tiên khí dịp khung con mắt đều trận to dĩ nhiên là tiên khí đây là đẳng cấp gì tồn tại vạn kiếm đại lục lại có thể đánh dấu thu được tiên khí dịp khung phát hiện đánh dấu hệ thống đạt được đồ vật, đẳng cấp tự hộ cũng không phải là rất rõ ràng. Bách xuyên vạn tượng đồ xác định vị trí, là thời gian pháp bảo. Vạn thú ấn, vì siêu thần khí. Chúc Long thiên liễn, là cổ thần đạo cụ. Vạn quỷ phiên, điện ngục pháp bảo. Mà trong tay lại xuất hiện một kiện tiên khí. Quả thực để cho dịp không có chút đau đầu. Có lẽ chức năng tác dụng khác nhau đi. Ít nhất, diệp khung biết rõ tiên khí đẳng cấp là tại siêu thần khí bên trên về phần thời gian pháp bảo cùng cổ thần đạo cụ đến tột cùng cái nào mạnh hơn diệp khung trong lúc nhất thời không nắm chặt được cái này sau này hãy nói ken phải chăng luyện hóa cửu thiên huyền lôi trận cờ luyện hóa diệp khung ý nghĩ bên trong lập tức nhiều hơn một cây uy thế thông thiên bá đạo vô song trận kỳ Quy lực này tự hồ là có thể treo lên đánh vạn quỷ phiên. Diệp khung đem cửu thiên huyền lôi trận cờ lấy ra, nhẹ nhàng hơi lay động một chút. Nhất thời đầy trời cửu thiên huyền lôi biến mất. Trong nháy mắt, gió êm sóng lặng. Trong bầu trời, vạn dặm không mây. Hô! Diệp khung nhìn mấy ngày lôi đình, hôm nay cũng coi như là nhìn thấy bầu trời quang đảng, tâm tình một hồi thoải mái. Đúng vào lúc này phương xa lại có mấy đạo thân ảnh bay vút mà tới. Nhanh chóng đem dịp khung bao vây. Chúng ta là cửu tích kiếm tông, ngày tích kiếm đường người. Đây một phiến lôi trì chi địa, là ta cửu tích kiếm tông tu luyện chi địa, hôm nay lôi định biến mất, nhưng ngươi hiện thân nơi đây, nhất định là ngươi, đem pháp bảo lấy đi. Mau giao ra đến. Dẫn đầu một tên thanh niên nam tử, chân đạp ánh sáng màu xanh lôi đình trường kiếm, giữa chân mày có khắc một ti chớp đường vân. Sắc mặt cao lãnh nói. Chương 377, có tác dụng lớn. Thanh y nam tử bên cạnh, cũng đều có mấy tên người trẻ tuổi xếp thành một hàng, đều là chân đạp trường kiếm. Trên thân áo khoác bay phất phới, đồng thời ánh mắt nhìn về phía dịp khung, phản phất đều ở đây nhìn một cái thằng hề nhảy nhóc một dạng. Tự hồ đối với dịp khung vận mệnh, đã hoàn toàn nắm giữ, cho dù người sau lại làm sao càng rỡ, cũng đều không trốn thoát lòng bàn tay của bọn họ. Sư Huynh, Hà Tất cùng người này nói nhiều, trực tiếp đem tinh thần lực của hắn cho móc ra, vậy thì cái gì nói hết ra? Bên cạnh một người, nhìn chồng chọc vào dịp khung, đồng thời đối với dịp khung ngồi xuống xa liễn, hết sức cảm thấy hứng thú. Dịp khung vốn là vừa nắm giữ cửu thiên huyền lôi trận cờ, tâm tình có thể nói là tốt khủng khiếp, dù sao có vật này, một người đều đủ để đối kháng nhất tông cửu thiên huyền lôi trận đẳng cấp coi như là dịp khung cũng đều không đoán ra nhưng mà đẳng cấp nhất định rất cao kết quả vừa mới lấy ra liền gặp được trước mắt sáu người này thật giống như rêu rao phải đem tinh thần lực của hắn cho tước đoạt đi ra bởi vì mấy ngày qua thời gian đều đợi tại xa liễn bên trong tuy rằng chút long thiên liễn lực lượng rất mạnh nhưng mà cách âm hiệu quả không được mấy ngày kế tiếp đều làm cho lỗ tai ông ông. Cho nên trong lúc nhất thời cũng có chút không có nghe rõ. Hả? Ngại ngùng, các ngươi mới vừa nói, các ngươi là môn phái nào? Diệp khung cắt đứt đối phương, phi thường có lễ phép mà hỏi. Cầm đầu thanh niên, nhất thời ánh mắt trung lên, bởi vì dịp khung loại hành vi này, rất rõ ràng là đang khiêu khích hắn. Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn chết? Cửu tích kiếm tông danh tự chưa từng nghe qua sao? Chúng ta ngày tích kiếm đường, là túy sư huynh danh tự, cũng không có nghe qua sao? Bên cạnh một người hô, lời như vậy tự nhiên không thể để cho là túy sư huynh lại nói. Cửu tích kiếm tông. Dịp khung sợ ngay người. Dưới gầm trời này, vậy mà còn có chuyện trùng hợp như vậy hay sao? Mình vừa mới được cửu thiên huyền lôi trận cờ, lập tức liền đưa tới một nhóm cửu tích kiếm tông người, đến để cho mình thử một lần trận kỳ uy lực. Ông trời không khỏi đối với hắn quá mức chiếu cố. Hãy bớt nói nhảm đi, trước tiên đem người này bắt lấy. La say chậm rãi nói ra. Đối phó dịp khung, hắn ngược lại khinh thường ở tại xuất thủ, chỉ là một cái dịp khung, còn tội gì để cho hắn xuất thủ. Chỉ cần triệu hoán dưới tay mấy cái này sư đệ là được. Sư huynh mời yên tâm. Người này, gọi ta cho liền được, ta nhất định muốn hắn, nếm thử sống không bằng chết tư vị. Một người đang muốn đi ra, lại phát hiện dịp khung trong tay, bỗng nhiên nhiều hơn một cái khí thế mười phần thần vũ cờ hiệu, khi đây một cây cờ hiệu xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người đều làm kinh sợ một phen. Hiển nhiên là bị cờ này xí bản thân nơi thả ra khí thế, trấn trụ. Bảo vật. La say trong mắt, nhất thời thoáng qua một đạo tinh quang tu luyện nhiều năm như vậy thời gian có phải hay không bảo vật tự nhiên một cái là có thể phân biệt đi ra cho nên khi vật này xuất hiện thời điểm là say mê động trận này cờ hắn muốn ngoài ra dịp khung chiếc xe này liễn hắn cũng muốn sáu người trong mắt giống nhau bùng nổ ra ánh mắt tham lam đã nhìn thấy dịp khung vung tay lên một cái ông ông sáu người đột nhiên phát hiện thân hình của mình đã không phải là tại chỗ mà là thân ở ở tại một đạo hư vô hỗn độn không gian một dạng đây là địa phương nào chẳng lẽ là kia pháp bảo uy lực ta làm sao có loại dự cảm xấu bỗng nhiên trong bầu trời vô số đạo lôi đình giống như mấy vạn đạo ngân xà một loại hướng phía bọn hắn không ngừng vọt tới trong nháy mắt đem bọn hắn nuốt chửng lấy dịp khung nhìn trước mắt biến mất sáu người bản thân cũng sửng sốt một chút Ồ, người đâu? Sau đó chính là cảm ứng được, tại cửu thiên huyền lôi trận bên trong, có một nơi huyền lôi không gian. Khi sáu người bị cuốn vào đi vào thời điểm, trong chớp mắt, đã là bị đánh thành phấn vụn. Ken Thu được 300 năm kiếm khí tu vi. Ken Dịp khung ý nghĩ bên trong, hệ thống nhắc nhở liên tục tiếng lưu lại. Lợi hại, đây còn giống như là một loại không gian pháp bảo dịp khung hít một hơi hơi lạnh cũng chính là có thể đem địch nhân cho hút vào đây cửu thiên huyền lôi trận bên trong đại trận ngay tại trong đó trên căn bản nếu như là không phải có gánh nổi kinh khủng này cửu thiên huyền lôi năng lực vậy cũng đừng nghĩ đến phá trận vật này tốt một chút không còn sót lại một chút cạn dưới dịp khung thu hồi cửu thiên huyền lôi trận cờ nhất định chính là giết người diệt khẩu thứ tốt không nghĩ đến tại đây dĩ nhiên là kia cửu tích kiếm tông chỗ tu luyện điều này cũng có thể gặp được thật đúng là may mắn cũng chỉ có thể nói là những người này không may mắn diệp khung thật không nghĩ đến cùng những này cửu tích kiếm tông người làm địch dù sao tất cả mọi người không có bao nhiêu xung đột lợi ích nhiều lắm là chính là còn có một cái đồ lôi chờ chút đồ lôi diệp khung đều đem đồ lôi quên mất mấy ngày nay thời gian đều bận rộn tu luyện, đều đem một cái bị nhốt tại thời gian pháp bảo bên trong đồ lôi cho chỉnh quên mất. Lúc này cũng tinh thần lực tràn vào đến bách xuyên vạn tượng đồ bên trong, phát hiện đồ lôi đã là thoi thóp. Ngoại giới mới qua chừng 7 ngày. Nhưng mà tại bách xuyên vạn tượng đồ bên trong, đã qua gần một tháng thời gian. Hơn nữa tại thời gian một tháng này bên trong, người sau không có chút nào linh khí truyền vào đến thể nội. Dĩ nhiên là mạnh mẽ sắp bị chết già chết đói thủy là có phụ cận liền có dòng sông nhưng lại không có ăn người sau tại thời gian một tháng này bên trong cảm nhận được vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi rõ ràng là thần cao cao tại thượng minh dễ như trở bàn tay liền có thể nắm giữ một thành người sinh tử nhưng chưa từng nghĩ đến vậy mà suy bại trở thành một cái người bình thường thậm chí phải bị sống sờ sờ chết đói loại này mãnh liệt chênh lệch cảm giác để cho người sau mười phần sợ hãi tuy rằng cảnh sắc chung quanh mười phần tốt đẹp nhưng mà đối với hắn mà nói nhất định chính là một cái cực kỳ yêu diễm xinh đẹp luyện vực diệp khung tinh thần lực khẽ động sau đó liền xuất hiện ở đồ lôi trước mặt không nghĩ đến ngươi còn rất có thể chịu ta hiện tại xem như biết rõ thứ này tác dụng diệp khung nói ra đây bách xuyên vạn tượng đồ lực lượng trên thực tế lại có thể dụng để đem người sau cho hoàn toàn phá hủy. Phá hủy tu vi vẫn không tính là, còn muốn phá hủy hắn tự thân ý chí. Giống như một cái cao cao tại thượng người giàu, có thế gian mọi thứ, chợt thoáng cái, liền bên đường trên một đầu giả cẩu cũng không bằng. Giết người không ngừng, còn muốn tru tâm. Quá mức tàn nhẫn. Là ngươi. Ngươi thả ta. Ngươi muốn thế nào? ngươi muốn ta làm gì sao đều có thể. Ngươi thả ta, van xin ngươi thả ta. Đồ lôi nhìn thấy dịp khung thời điểm, buồn ngủ ánh mắt, nhất thời lộ ra kinh hỉ, đồng thời liền vội vàng tiến lên, tiến hành một phen cầu xin. Ta đến để ngươi không nên chết. Dịp khung thuận tay kẻ vẫy, một cổ linh khí tràn vào người sau thể nội, nhất thời suy yếu cảm giác quét một cái sạch. Đồ lôi còn tưởng rằng dịp khung tính toán thả hắn cảm nhận được thân thể mình biến hóa, độ lôi trong mắt cũng hết sức hưng phấn. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thả ta, ta không thể nào sẽ cùng ngươi là địch, tuyệt đối sẽ không. Ta có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, vì ngươi giết người. Diệp khung lắc lắc đầu. Giết người ngược lại không cần, bất quá ta cảm thấy ngươi còn có một cái rất lớn tác dụng. Diệp khung sờ một cái mình nguyền rủa giới chỉ. Đây là lúc trước đánh dấu thu được có thể để cho mình nguyền rủ chi lực, có tăng cường hiệu quả. Nếu mình tu luyện chính là nguyền rủa kiếm đạo, Diệp Khung làm sao có thể dễ dàng hoang phế đi? Có ý gì? Đồ lôi ngẩn ra. Bỗng nhiên cảm giác đến một cổ mãnh liệt lực lượng, đem hắn bản thân cho trói buộc, hơn nữa một cổ hắc khí, từ Diệp Khung trong tay phóng thích, chui vào mi tâm của hắn bên trong. Phản phất như là một con sâu nhỏ, từ mi tâm, chui vào bên trong thân thể của hắn. Một cổ nghẹt thở cảm giác đánh tới. Ta muốn nguyện rủa toàn bộ cửu tích kiếm tông. Chương 378, lại gặp thanh độ yêu vương. Một nơi hùng vị kiếm cung. Tứ xứ cung điện mọc như rừng, hơn nửa trên ngọn núi, cũng đều có len ken kiếm minh âm thanh. Ông. Trên một ngọn núi, một đạo kiếm khí dâng lên. Trong bầu trời phong lôi lăng cuộn một đạo tử khí gia thân. Đây là tông môn hồng vận. Khi ngươi thân ở ở tại khí vận trung tâm, tu vi được đột phá thời điểm, toàn bộ tông môn đều sẽ vì ngươi bảo vệ. Đây cũng là, vì sao, mạnh mẽ tông môn lớn, sẽ có nhiều như vậy cao thủ, nhiều như vậy cường giả hiện thân. Hơn nữa càng ngày càng mạnh. Chính là vì vậy mà. Đây một tên đệ tử của kiếm tông đột phá, cảm nhận được tông môn khí vận gia trì trong lòng cũng là vô cùng kinh hỷ chấn động. Đồng thời trong lòng cũng vì tông môn của mình mà tự hào. Nhưng mà người sau lại không có ý thức đến. Một cổ không thể phát giác hắc khí, hướng theo kia một đạo tử khí, tiến vào người sau thể nội. Người sau vẫn như cũ đắm chìm trong mình đột phá vui sướng bên trong, mười phần cao hứng. Kiếm này tông, chính là cửu tích kiếm tông. Hoang cổ bình nguyên. Đồ lôi cho rằng dịp khung một chiêu này rơi xuống, hắn liền trực tiếp đi đợi nhà ma rồi, nhưng mà để cho người sau bất ngờ là, mình vậy mà không có chút nào động tĩnh. Ồ! Dịp khung ngay từ đầu cũng là để vì, mình là không phải vẫn không có ta sao mạnh thực lực, hoặc là vẫn là chờ một chút, sau đó lại đi nguyền rủa người ta toàn bộ kiếm tông. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, dịp khung đã cảm nhận được mình nguyền rủa kiếm đạo, thành công nguyền rũ một vị cửu tích đệ tử của kiếm tông. Một lúc sau, cửu tích kiếm tông người trên căn bản cũng đều không trốn thoát. Diệp khung yên lòng. Nguyền rũ kiếm đạo thật là vô thanh vô tức. Đối phương cảnh giới không đủ, đánh giá liền trên người của mình xảy ra chuyện gì, đều không rõ ràng, hy lý hồ đồ liền trở thành một cái phế vật. Tại đồ lô dưới ánh mắt kinh ngạc, Diệp khung ly khai bách xuyên vạn tượng đồ người sau vẫn bị nhốt tại bức tranh bên trong đến tột cùng muốn cảm thụ bao lâu tử vong cùng cô độc chỉ nhìn diệp khung tâm tình rồi nếu nguyền rủa chi lực đã truyền đạt diệp khung cũng không cần làm những chuyện khác chỉ chờ nguyền rủa kiếm đạo chậm rãi xâm phạm toàn bộ cửu tích kiếm tông ken cướp đoạt kiếm đạo khí vận trong tiến hành hệ thống đột nhiên cho ra một cái nhắc nhở diệp khung vừa nhìn vậy mà còn thuận liền cho cái đường tiến độ. Phía trên biểu hiện, chính là cửu tích kiếm tông kiếm đạo khí vận trị. Thậm chí có gần hơn 3.000 vạn. Hơn 3.000 vạn điểm kiếm đạo khí vận. Đường tiến độ trước mắt cơ hồ cũng không nhìn thấy. Bất quá dịp khung cũng có thể biết rõ, đây đường tiến độ chính là đại biểu mình nguyền rủa sức ảnh hưởng. Khi toàn bộ kiếm tông đều bị mình nguyền rủa kiếm đạo bao phủ cũng đã nói lên, kiếm của đối phương đạo khí vận, toàn bộ đã bị mình cướp đoạt. Thứ tốt, ít nhất có thể biết rõ cho đại khái. Hôm nay cửu tích kiếm tông vị trí cũng bị dịp khung thăm dò. Dịp khung vốn là suy nghĩ đi đây cửu tích kiếm tông đánh trái đến. Nhưng suy nghĩ một chút hay quên đi. Nếu như gặp được cửu tích kiếm tông người, làm không cẩn thận lại là một trận đại chiến, thật vất vả cho đối phương xuống nguyền rủa nếu như toàn bộ giấc sạch, há chẳng phải là làm việc uổng công. Ô! Thanh đồ yêu vương, vậy mà tại phụ cận. Diệp Khung đang suy nghĩ là không phải muốn đi những địa phương khác thăm dò một hồi, bỗng nhiên cảm ứng được, mình thêm tại thanh đồ yêu vương trên thân nguyền rũ chi lực, xuất hiện ở phụ cận. Tới thật đúng lúc. Hôm nay Diệp Khung đã sớm vượt xa quá khứ. Bên trên một lần ngược lại có thể cùng thanh độ yêu vương đánh có qua có lại Thậm chí thanh độ yêu vương mình còn chưa ra hết thực lực Bằng không tình huống còn khó nói Nhưng bây giờ, dịp không có thể có nắm chắc tất thắng Đem thanh độ yêu vương trực tiếp bắt lấy Phòng ngự vô địch chúc long thiên liễn Công kích vô giải cửu thiên huyền lôi trận kỳ Coi như là đi lên 100 cái thanh lôi yêu vương Cũng đều là cùng một cái kết cục Lúc này Diệp Khung bản thân cũng thu liễm khí tức, hướng phía phía trước lao đi. Vèo. Diệp Khung cũng không vận dụng chút Long Thiên Liễn, dù sao thứ này uy thế quá lớn, dễ dàng bị đối phương phát hiện, yêu tộc sức quan sát bén nhạy hơn. Ngoài mấy trăm dặm. Nơi đây là một nơi đại liệt cốc. Thung lũng sâu không thấy đấy, nhưng lại thỉnh thoảng có một hung hãn chi khí, từ trong đó bộc phát ra. Phản phất tại đây thung lũng phía dưới, trấn áp cường đại hung vật một dạng. Vèo. 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 Ba đạo thân ảnh, tự hồ phá vỡ không gian một loại, nhưng lại tại đây đại liệt cốc tranh giới chi địa ngừng lại. Chính là chỗ này sao? Thật mạnh ma tộc chi khí, không hổ là hỗn độn ma tộc. Muốn giải khai yêu tộc ta phong ấn, không thế không kháo gia hỏa này, theo ta nói biết, đây là ở lại vạn kiếm trên đại lục, cuối cùng một cái hỗn độn ma tộc. Trong ba người, một tên thanh y thiếu niên mở miệng nói. Hai người khác, một người là ở trần khôi ngô kiểu tóc đầu đinh đại hán. Hai tay tự như cùng hai cái thạch trụ một bản khoan hậu. Còn có một người chính là tóc xanh lão giả. Ba khí tức của người, vậy mà đều đã đạt đến kiếm tôn đỉnh phong tầng thứ. Nếu như phóng xuất ra chân thân, nói không chừng thực lực mạnh hơn. Thanh đồ yêu vương, và mấy tháng lúc trước so sánh, cũng đã mạnh mẽ hơn không ít những thời giờ này tru diệt không ít người tộc hoặc là những thứ khác sinh vật hấp thu lực lượng khiến cho thực lực bản thân từng bước khôi phục hai người khác hiển nhiên cũng là cùng thanh độ yêu vương ngang hàng thực lực không bằng chúng ta liên thủ đem này ma luyện hóa lục tóc lão giả ánh mắt sáng lên như thế một cái tốt vô cùng ý nghĩ luyện hóa kia cái gọi là hỗn độn ma tộc không sai biệt lắm liền có thể để cho thực lực của mình đạp vào nửa bước đế cảnh nếu là có thể chân chính đạp vào đế cảnh như vậy cũng không cần tại vạn kiếm đại lục giấu đầu lòi đuôi trực tiếp diệt kia thủ kiếm thiên tông mở ra vạn yêu chi mộ kết giới đem yêu tộc lại lần nữa phóng thích lấy vương giả chi thế hàng lâm toàn bộ đại lục đến lúc đó đánh nhân tộc không có nửa điểm tính khí cũng đều là chuyện dễ dàng không được ma tộc khí tức cùng bọn ta không phải là đồng nguyên, không hấp thu được, bất quá hỗn độn ma tộc tốc độ phát triển sẽ so với chúng ta nhanh. một khi nhân tộc bị đây hỗn độn ma tộc kềm chế, những này tam tông hai các người đều sẽ bị kềm chế, chúng ta cũng chỉ có cơ hội chế tạo điểm hỗn loạn đối với yêu tộc ta mới thật sự có lực. thanh độ yêu vương lạnh giọng nói ra, còn lại hai người cũng đều gật đầu một cái, tán đồng thanh độ yêu vương cách nói. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta đem riêng mình nhân tộc huyết tinh thạch đều lấy ra." Thanh Đồ Yêu Vương nói ra, nhìn về phía hai người khác. Huyết tinh thạch là yêu tộc đặc hữu thủ đoạn, có thể đem chém giết nhân tộc, lấy ra tinh thuần nhất khí huyết, luyện chế thành huyết tinh thạch. Ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng khổng lồ, đối với yêu tộc có tăng lên cực lớn thực lực tác dụng. Ta diệt bảy cái tông phái luyện hóa không đến hai trăm ngàn người. Nam tử khôi ngô lấy ra một cái quả đấm lớn huyết tinh thạch, phía trên có mãnh liệt huyết khí, đồng thời có phản phất có vô tận thống khổ tiếng kêu trên. Ta diệt sáu cái kiếm tông, lượng tòa thành trì có ba trăm ngàn người. Tóc xanh lão giả nói ra, ta diệt chín cái kiếm tông, nằm tòa thành trì bảy trăm ngàn người. Thanh đồ yêu vương thản nhiên nói trong này còn không bao gồm, hắn dùng để đề thăng thực lực của chính mình, giết chết người. Vừa vặn ba đại yêu vương, liền ít nhất tru diệt hơn triệu người. Người nào? Thanh độ yêu vương mũi khẽ động, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một nơi sườn núi, đồng thời một đạo thanh quan từ trong mắt bắn tán loạn mà ra. Trực tiếp đem ngọn núi kia cho đánh thành vỡ nát. Âm âm. Trên bầu trời, bỗng nhiên một tia sét hiện lên ba đại yêu vương nhất thời kinh sợ. Liền tranh thủ máu của mình tinh thạch thu lại, lo lắng có những người khác muốn đến tranh đoạt. Đây là Thanh đồ yêu vương và người khác, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cửu thiên huyền lôi đại trận Chương 379, kêu gọi đầu hàng Ba đại yêu vương sắc mặt nhất thời kịch biến Bậc này thường cổ thời kỳ, đã thật sớm thất truyền trận pháp, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? làm sao có thể có người có thể bố trí ra bậc này cường đại trận pháp. Hơn nữa còn là tại Ba Đại Yêu Vương, bậc này lặng yên không tiếng động dưới tình huống, liền trực tiếp xuất hiện. Là ngươi. Thanh Đồ Yêu Vương cảm ứng được, tại mình phụ trận, cái kia đã từng đối với hắn xuống nguyền rủa kiếm đạo người. Cổ lực lượng này hắn không phải là không có cách nào xóa đi. Chỉ có điều Thanh Đồ Yêu Vương cũng giống nhau suy nghĩ báo thù giữ lại một đạo này nguyền rũ chi lực dùng làm loại này phản truy tung tích tình huống thật không nghĩ đến lại bị đối phương cho trước tiên tìm tới rồi nếu mà không phải đây diệp khung chủ động hiện thân thanh độ yêu vương cũng tạm thời đem diệp khung quên mất diệp khung thân hình xuất hiện ở bên trong đại trận thân hình lăng không cùng ba đại yêu vương giằng co hôm nay diệp khung cũng đã hơi đối với trong tay cửu thiên huyền lôi trận kỳ có biết nhất định cùng nắm giữ, tuy rằng đã đem đối phương cho thu vào đại trận bên trong. Nhưng lại cũng không phóng thích cửu thiên huyền lôi. Tùy thời có thể khống chế cửu thiên huyền lôi uy lực. Hôm nay uy thế ngưng tụ, đã hình thành một loại khủng bố uy năng, cho ba đại yêu vương áp lực thực lớn. Ngươi nhận thức. Tóc xanh lão giả cảnh giác nhìn về phía bên cạnh thanh độ yêu vương. Mặc dù nói ba đại yêu vương, hiện tại là thuộc về hợp tác trạng thái nhưng mà trên thực tế khoảng cách với nhau trong lòng cũng vẫn tương đối không tín nhiệm đối phương bởi vì trong tay huyết tinh thạch có thể nói là bọn hắn tân tân khổ khổ mới thu thập ngưng tụ cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đơn giản liền có thể có được đồng thời huyết tinh thạch đối với bọn hắn những yêu này vương khôi phục thực lực có trợ giúp cực lớn nếu như đem ba đại yêu vương huyết tinh thạch đều dùng ở tại lực lượng khôi phục tập trung ở một trên thân thể người, cũng có thể hợp lực trực tiếp tăng lên tới cảnh giới đỉnh cao. Lần nữa nắm giữ yêu vương chi lực. Bọn hắn hôm nay tối đa chỉ có thể đủ xem như yêu tướng đỉnh phong. Bởi vì hàng lâm nơi này hao tổn quá lớn. Chẳng lẽ thanh đồ yêu vương muốn truyền thống nhân tộc cướp đoạt trong tay bọn họ huyết tinh thạch. Một khi thanh đồ yêu vương khôi phục yêu vương thực lực như vậy tất cả mọi người đều đem không phải thanh đồ yêu vương đối thủ khoảng cách với nhau nhất định cực kỳ kiên kỵ chính là tại lo lắng đối phương vạn một khôi phục được trạng thái toàn thịnh khôi ngô yêu vương ánh mắt cũng nhất thời run lên hiển nhiên cũng là tại cảnh giác chuyện này dù sao bỗng nhiên đến một cái ngươi nhận biết người hơn nữa còn là tại tất cả mọi người đem huyết tinh thạch cho móc lúc đi ra diệp khung một nhìn đối phương cái này sắc mặt đã biết rõ những yêu này vương bên trong, thật giống như cũng không phải quá hài hòa. Xem ra yêu tộc cao thủ khoảng, cũng đều là lẫn nhau nghi kỵ cùng kiên kỵ. Thanh Đồ, ngươi nói trước hết vết cái nào tới đây? Diệp Khung dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp tới một cái quạt gió thổi lửa. Ha ha, nhớ khích bác ly gián, ngươi thật coi yêu tộc ta như thế ngu xuẩn hay sao? Thanh Đồ yêu vương cười nhạt một tiếng. Đã minh bạch, trước tiên làm thịt lão già này. Diệp khung gật đầu một cái, tự hồ là nghe rõ thanh đồ yêu vương trong miệng đúng hạn. Nhất thời kia tóc xanh lão giả ánh mắt trung lên, trong mắt phóng thích ra một đạo u lục quan mang. Thanh đồ, lão tử cũng biết, người chó kẻ trộm. Muốn giết ta lục bào, người đi mà nằm mơ à. Tóc xanh lão giả ánh mắt trung lên. Tiếp theo từ trong tay móc ra một dương trường cung, trường cung bên trên một đạo độc xà hóa thành lợi tiễn. Vèo một tiếng, liền hướng phía thanh độ yêu vương bắn tới. Thanh độ yêu vương đến bận rộn né tránh. Ma ngư, còn chờ cái gì, cùng nhau làm thịt hắn. Tóc xanh lão giả, hiển nhiên mười phần kiên kỵ, thậm chí suy nghĩ, có thể trước thời hạn đem thanh độ yêu vương cho xóa bỏ, cũng không đến mức để cho người sau như thế càng rỡ. Nếu để cho thanh đồ yêu vương kịp phản ứng, nói không chừng chính là hai người bọn họ giờ chết kia khôi ngô yêu vương cũng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng sau đó song quyền cũng hướng phía thanh đồ yêu vương công tới lượng đại yêu vương giáp công trực tiếp để cho thanh đồ yêu vương ứng tiếp không nổi các ngươi đây hai người ngớ ngẩn thanh đồ yêu vương nhất định chính là phục cực kỳ tức giận không có nghĩ tới đây hai người dễ dàng như vậy liền bị kêu gọi đầu hàng liền điểm này chỉ số thông minh nhiều như vậy yêu vương bên trong, mình tại sao hết lần này tới lần khác liền chọn hai người kia, với tư cách đồng bọn đi. Bất quá thanh độ yêu vương nhìn thấy, tóc xanh lão giả trong mắt một tia giảo hoạt, còn có được như ý. Trong tâm nhất thời kinh hải, tình cảm lão già này là cố ý tương kế tự kế, vì chính là trong tay hắn huyết tinh thạch. Trong nháy mắt thanh đồ yêu vương liền hiểu. Lão già này, vậy mà ác độc như vậy ba đại yêu vương chiến thành một đoàn. Diệp Khung cũng không có nhàn rỗi. Cũng không ở chần chờ. Toàn lực giúp đỡ thanh độ yêu vương, đem tóc xanh lão giả chém giết. Cửu thiên huyền lôi đại trận tuy rằng lợi hại. Nhưng xấu chính là ở chỗ, vật này cần cực lớn kiếm khí tiêu hao, để duy trì. Đây cũng là dịp khung vừa mới, cưỡng ép đem ba đại yêu vương bao vây sau khi đi vào mới phát hiện dù sao ba đại yêu vương thực lực nếu mà thời kỳ toàn thịnh đoán chừng là so với hồng liên quỷ tướng đều còn mạnh hơn lần này chính là xui xẻo duy nhất một lần bị diệp khung bắt được ba cái lấy trước mắt diệp khung kiếm khí tu vi có thể thúc giục xóa bỏ bất luận cái gì một tên yêu vương đều là kiếm lời diệp khung nhắm chính xác là đây tóc xanh lão giả bởi vì người sau thực lực nhìn qua mạnh hơn về phần cái kia mang ngưu cho người cảm giác uy hiếp nhỏ nhất. Có chút thực lực, cũng không đến mức quá mức khuếch đại. Hẳn hảo tự giải quyết. Khó khăn nhất chính là đây thanh độ yêu vương, dù sao liền vừa mới xem ra, thanh độ yêu vương cũng trở thành ba đại yêu vương chính giữa vị trí chủ đạo. Dịp khung triệu hoán cửu thiên huyền lôi đại trận, trong nháy mắt vô cùng cùng bạo đánh về phía người sau. Âm. Tóc xanh lão giả trong mắt, nhất thời thoáng qua vẻ kiên kỵ nhưng kẻ sau toàn thân gặp màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng yêu dị xuất hiện. Chẳng ở trước người thời khắc, cản trở không ít cửu thiên huyền lôi chi lực. Diệp không thấy vậy, những mày một cái. Đối phương món này bảo giáp, nhìn qua đẳng cấp không thấp, bằng không cũng không khả năng chống đỡ được cửu thiên huyền lôi uy lực của đại trận. Vẫn là nguyên sinh thái cửu thiên huyền lôi trận mạnh hơn, đây bị thu phục rồi, uy lực vậy mà giảm bớt nhiều như vậy trên thực tế cũng không tính là yếu đi. Nếu mà chỉ là đơn độc đối phó một cái, kia ngược lại là thành thạo có dư, chỉ có điều dịp khung lần này, trực tiếp là đem ba đại yêu vương đều cho giam ở trong đó. Trên thực tế bậc này hiệu quả, đã tương đương mạnh. Ba đại yêu vương khoảng xuất thủ, đánh nhau tựa hồ là càng ngày càng kịch liệt. Trong lúc nhất thời vậy mà trời đất mù mịt. Dịp khung ở bên cạnh, đều không làm sao cần trợ lực rồi chỉ là ở bên cạnh an tĩnh nhìn đến. Đây là các ngươi tự tìm, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng muốn giết ta. Thanh đồ yêu vương thật sự nổi giận. Nguyên bản cũng nhớ đến, cùng hai người này tiến hành một phen câu thông, lại là làm sao cũng không thể dưới tình huống như vậy, bị dịp khung cho chui không tử. Bọn hắn tại đây giết cái ngươi chết ta sống, dịp khung lại ở bên cạnh nhìn là thật cao hứng. Chính là về sau, thanh đồ yêu vương cũng khó chịu gặp hai người các ngươi tương đối nghe lời phân thượng, mới sẽ chọn mang theo hai người các ngươi. Lại không nghĩ rằng, vậy mà còn như thế không biết điều, sao đã cho ta thanh độ là dễ khi dễ hay sao? Nhất thời, ba người đánh trời đất mù mịt. Diệp khung ở một bên cũng cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể trước chờ ba đại yêu vương đánh xong rồi hãy nói. Nhưng cùng lúc Diệp khung ánh mắt, cũng nhìn về phía phía dưới đại liệt cốc bên trong tự thân hỗn độn bất diệt kiếm thể tự hồ là cảm nhận được một loại nào đó triệu hoáng cái này khiến diệp khung cũng hết sức kinh ngạc nhìn tới nơi này đánh dấu nhất định mới có lợi ta trước tiên tại đây đánh cái đến được rồi diệp khung nhìn thoáng qua ba đại yêu vương đánh là khó hòa giải cho nên diệp khung cũng sẽ không gấp gáp tiến đến quấy rầy mà là lựa chọn tại chỗ đánh dấu ken phải chăng tại hỗn độn huyết ma phong ấn chi địa đánh dấu? Chương 380, Tổ ma tinh huyết Hỗn độn huyết ma phong ấn chi địa Dịp khung ánh mắt sáng lên Hỗn độn ma tộc, liền nhanh như vậy để cho ta gặp được hỗn độn ma tộc Dịp khung tự thân hỗn độn bất diệt kiếm thể, vẫn như cũ nằm ở chưa thức tỉnh trạng thái Thế cho nên thả ra thời điểm, ngoại trừ có thể gia tăng điểm kiếm khí tu vi, để thăng dưới năng lực phòng ngự, cùng bản thân tu bổ năng lực bên ngoài. Cũng không có những thứ khác tác dụng. Đương nhiên còn có một cái không thể lơ là tác dụng, đó chính là nuốt kiếm khí tu vi. Nhất định chính là một cái động không đấy. Bây giờ còn là chỉ là chưa thức tỉnh trạng thái, nếu như giác tỉnh, không biết lại được nuốt trọn mình bao nhiêu kiếm khí tu vi. Cho nên vật này là phúc là họa cũng không nhất định. Nhưng nếu gặp được, dịp khung cũng sẽ không khách khí đánh dấu. Ken. Đánh dấu thành công, thu được tổ ma tinh huyết một giọt. Tổ ma tinh huyết, hỗn độn ma tộc thủy tổ chi huyết, có thể diễn hóa vạn giới chi lực, có thể được giác tỉnh chi lực, có thể chấn nhiếp hỗn độn ma tộc. Dịp khung hít một hơi hơi lạnh. Suýt chút nữa đều đem răng cho hút tới trong bụng. Thậm chí đang không ngừng run. Hệ thống ngươi có phải hay không nhanh lạnh? Cho nên không ngừng cho ta thứ tốt. Dịp Khung đột nhiên cảm giác được có chút kỳ quái, gần đây trong khoảng thời gian này, cùng lúc trước so sánh, nhất định chính là khẳng khái gấp mấy vạn. Nếu ngươi sớm một chút đem những thứ này cho ta, ta cũng không đến mức lẫn vào thảm như vậy a. À. Đương nhiên hệ thống sẽ không làm bất kỳ trả lời, chỉ là tại thực hiện tự thân nghĩa vụ. Một giọt này tổ ma tinh huyết, ý tứ vô cùng đơn giản, chính là bọn hắn những này hỗn độn ma tộc, lão tổ tông tinh huyết chỉ cần đem dọc tinh huyết này cho luyện hóa, liền có thể tại về sau, hướng về phía nhiều chút hỗn độn ma tộc tiến hành áp chế. Dù sao huyết mạch sắp xếp tại đây. Đồng thời Diệp Khung cũng có thể đem dọc tinh huyết này, giống như là đại địa hoàng thạch một loại, chủng đến trực tiếp nguyền rũ kiếm vực bên trong. Giống nhau có thể tăng cường nguyền rũ kiếm sức mạnh của vực, để cho Diệp Khung thực lực, thay đổi mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, nếu như diệp khung không có bất diệt kiếm thể mà nói ngược lại sẽ làm ra lựa chọn như vậy chỉ là vừa vặn diệp khung nắm giữ hỗn độn bất diệt kiếm thể diệp khung lựa chọn trực tiếp luyện hóa kích hoạt kiếm thể chi lực đồng thời cũng có thể đạt đến trấn áp ma tộc hiệu quả ken phải chăng luyện hóa tổ ma tinh huyết luyện hóa tiếp theo kia tổ ma tinh huyết chính là dung nhập vào diệp khung trong thân thể ken luyện hóa tổ ma tinh huyết thành công ken hỗn độn bất diệt kiếm thể bước vào một nửa giác tỉnh trạng thái ken thu được tổ ma uy thế có thể trấn áp ma tộc ken thu được lượng lớn kiếm khí tu vi thực lực đề thăng đến lục phẩm kiếm tôn đây đây liền lục dịp khung cảm nhận được tự thân kiếm khí tu vi đang điên cuồng đề thăng bên trong vững vững vàng, vàng vàng dừng lại ở lục phẩm kiếm tôn tầng thứ. Diệp khung trực tiếp trận to hai mắt. Đây liền như chơi đùa, đột phá đến lục phẩm kiếm tôn. Bất quá dù sao luyện hóa là tổ ma tinh huyết, không phải đồ thông thường. Có thể mang theo tu vi nhất định đề thăng, cũng rất bình thường. Chỉ là một dọc tinh huyết, sẽ để cho dịp khung tu vi trực tiếp đột phá nhiều cái phẩm cấp, nếu như đây cái gọi là tổ ma bản tôn, lại đem cường đại cỡ nào chẳng lẽ đạt đến tổ ma tầng thứ, liền có thể chém vết thập giai cự long? Diệp khung thầm nghĩ đến. Dù sao tại nguyện rũ kiếm vực bên trong, đây một vị thập giai cự long thi hại, để cho Diệp khung phi thường cảm thấy hứng thú, đến tột cùng là tầng thứ gì lực lượng, mới có thể làm được mức độ này. Bất quá chuyện này tạm thời trước tiên gác lại một phen. Một nửa giác tỉnh bất diệt kiếm thể. Hẳn có thể treo lên đánh ba vị đi. Đối diện ba người, đánh tới phía sau cũng tự hồ hiểu được, bất luận làm sao, ít nhất cũng phải trước tiên đem cái nhân tộc này tiêu diệt, sau đó đang làm những chuyện khác. Về phần muốn tranh đoạt huyết tinh thạch, còn tiếp tục phục sinh hỗn độn huyết ma, đó cũng là chuyện về sau. "Hảo tiểu tử, ngươi ngược lại hèn hạ vô sĩ vô cùng." Tóc xanh lão giả lạnh giọng nói ra. Người sau đều đã đánh ra một loại một nửa bản thể trạng thái hiển nhiên mới vừa rồi là thật sự nổi giận. Từ tình huống bây giờ đến xem, người sau bản thể, thật giống như một cái thanh hoa. Thanh độ yêu vương, mà ngư yêu vương hai người, cũng đều là căm tức nhìn trước mắt Diệp Khung. Hai vị, đến tiếp sau này làm sao mưu độ, phía sau lại nói, ta đề nghị, hiện tại trực tiếp liên thủ, đem hắn chém giết. Thanh độ yêu vương nói ra. Đang có ý đó, đáng hận nhân tộc, ta phải đem ngươi băm thành tám mảnh. Âm. 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 Ba cổ yêu vương khí thế trùng thiên. Giống như khai thiên tích địa một loại, khí tức đáng sợ, bay thẳng đến dịp khung rơi xuống. Vừa vặn đây ba đại yêu vương khí thế, cũng đủ để đem bất luận cái gì kiếm tôn cường giả cho nghiền thành toái phiến. Dịp khung cũng không vận dụng cửu thiên huyền lôi trận lực lượng. Mặc dù nói khoái đao trảm loạn ma, có lúc muốn lấy ưu thế tuyệt đối đem địch nhân chém giết, để tránh gây thêm rắc rối. Nhưng mà Diệp Khung cũng cần mấy cái đối thủ thích hợp, đến trải nghiệm một hồi mình bây giờ thực lực làm sao. Cửu Thiên Huyền lôi đại trận cũng không bỏ chạy, bởi vì muốn đề phòng ba người này chạy trốn. Đến đây đi. Hỗn độn, bất diệt kiếm thể. Diệp Khung gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt từ bên trong thân thể giác tỉnh một loại, phản phất là câu động một cái nào đó không biết thế giới. Một cổ cực mạnh uy thế, từ dịp khung thể nội bạo phát. Trong nháy mắt đem ba đại yêu vương khí thế cho chấn vỡ. Âm. Ba đại yêu vương liên thủ, lại bị dịp khung một người nghiền ép. Thanh đồ yêu vương kinh hải. Làm sao có thể? Bên trên một lần thấy dịp khung, người sau thực lực, thậm chí cũng không có đạp vào kiếm tôn, hôm nay chính là dễ như trở bàn tay, liền đem ba người bọn họ khí thế cho chấn vỡ. Đây là tầng thứ gì, cảnh giới gì? Đây chính là bất diệt kiếm thể uy lực. Diệp Khung đang giải phóng ra đây một nửa giác tỉnh trạng thái bất diệt kiếm thể, đã cảm nhận được cái gọi là bất diệt kiếm thể đích chân lý. Nhục thân chính là kiếm. Một thanh vĩnh hằng bất diệt kiếm. Một chỉ có thể phá ngay. Một chỉ có thể toái địa. Đối mặt ba đại yêu vương, dịp khung bay thẳng đến phía trước, một chưởng quét ngang mà ra. Âm. Cách không một cổ lực lượng bá đạo, trực tiếp đem ba đại yêu vương cho trấn áp. Phản phất trong nháy mắt khóa đứng im một chỗ. Không tốt. Ba đại yêu vương đồng thời kinh hô một tiếng, rồi sau đó phóng xuất ra bản thân toàn bộ lực lượng. Sụp đổ. Tóc xanh lão giả cái thứ nhất bị dịp khung lực lượng, đè nát rồi thân thể, người sau huyết nhục trực tiếp nổ tung. Ken Thu được một nghìn năm kiếm khí tu vi. Oanh Mang ngư yêu vương cũng trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Diệp khung lại lần nữa gia tăng một nghìn năm kiếm khí tu vi. Ba đại yêu vương tuy rằng bản thân là yêu vương cấp tồn tại. Nhưng tu vi cảnh giới hiện tại, dù sao vẫn là nằm ở kiếm tôn tầng thứ, cho nên cũng chỉ có thể thu được ngàn năm kiếm khí tu vi duy chỉ có còn dư lại cái tiếp theo thanh đồ yêu vương mặc dù không có chết nhưng mà thanh đồ yêu vương cũng đã bị dịp khung lực lượng cho chấn người đều choáng váng đại đại đế tư chất ngươi dĩ nhiên là nhân tộc đại đế ta là cha ngươi dịp khung dứt tiếng một quyền đem thanh đồ yêu vương thân thể cho đánh nát hoàn toàn không giữ cho người sau chút nào cơ hội Oanh! Thanh đồ yêu vương trong nháy mắt tan xương nát thịt. Nhưng kẻ sau một đạo yêu nguyên phân thân, chính là trốn khỏi. Đây là người bức ta. Thanh đồ yêu vương yêu nguyên phân thân, trực tiếp đem một cái huyết tinh thạch ném vào này thung lũng bên trong. Ông ông! Một cổ phong ấn chi lực, đem kia huyết tinh thạch cho hấp thu. Chương 381, huyết ma xuất thế. Tuy rằng chỉ có một cái huyết tinh thạch, nhưng đây cũng là thanh đồ yêu vương trong tay huyết tinh thạch khí huyết chi lực mười phần dư thừa diệp khung trong tâm mặc dù có chút hiếu kỳ đây hỗn độn huyết ma đến tột cùng là dạng gì tồn tại bất quá để cho an toàn vẫn là lấy cửu thiên huyền lôi trận đem xung quanh khống chế thanh đồ yêu vương yêu nguyên phân thân đã bị diệp khung cho trực tiếp xóa bỏ hoàn toàn đem xóa đi nhưng mà diệp khung biết rõ thanh đồ yêu vương cũng chưa chết người sau lực lượng cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Yêu tộc khó khăn như vậy làm. Còn lại một bộ phận kia thanh đồ yêu vương, đến tột cùng thân ở chỗ nào, dịp khung trong lúc nhất thời cũng khó suy nghĩ. Nhưng ít ra ba đại yêu vương bản thể đã bị dịp khung phá hủy qua một lần, liền tính có thể sống lại, thực lực cũng nhất định giảm bớt nhiều. Muốn khôi phục lại trạng thái tột cùng, cũng cần lâu hơn thời gian thậm chí nói không chừng còn có thể bất cứ lúc nào bị nhân tộc cường giả cho tiêu diệt, cũng cũng có thể. Phía dưới đại liệt cốc bên trong, mọi thứ tự hồ cũng gió êm sóng lặng một loại, không nhìn ra có bất kỳ khí tức dao động. Ngay tại diệt khung chuẩn bị tìm tội kết quả thời khắc, bỗng nhiên phía dưới một tiếng nổ. Một đạo huyết quan chi trụ, bất thình lình bắn tung tóe lên trời. Đồng thời đại liệt cốc vết nước thay đổi lớn hơn ban đầu thung lũng vết nước ít nhất có gần 500 trượng. Mà hôm nay thung lũng vết nước, hướng phía phương xa lan tràn gần gấp 3. Răng rắc. Âm. Khủng bố huyết quang, không ngừng hướng phía kẻ hở phương hướng lan ra mà ra. Âm âm. Thậm chí một đạo này bắn tung tóe lên trời huyết quang, để cho cân nhắc người ngoài ngàn dặm, cũng có thể nhìn thấy. Huyết quang vọt tới bầu trời, trực tiếp biến thành khủng bố huyết vân cân nhắc người ngoài ngàn dặm nhóm rối rít ngẩng đầu nhìn lên hướng phía hoang cổ bình nguyên phương hướng nhìn lại vậy một bên là hoang cổ bình nguyên đi chẳng lẽ hoang cổ bên trong vùng bình nguyên có cái gì tuyệt thế hung thú muốn sinh ra hay sao trên mặt của mọi người viết đầy chấn động nhìn thấy kia không ngừng bao phủ trên bầu trời huyết vân chỉ cảm thấy may máu bên trong tựa hồ là muốn sản sinh ra nhân vật cực kỳ khủng bố phía trước có yêu tộc hỗn loạn hôm nay đây yêu tộc sự tình vẫn không có tự giải quyết, bỗng nhiên lại ra như vậy một đương tử hiện tượng quỷ dị, làm sao có thể để cho người không khiếp sợ. Quý quan hiện thế. Một ít ẩn núp trong bóng tối tồn tại, rối rít mở mắt, từ bế quan bên trong hiện thân. Một nơi sâu gần trăm trượng giếng cạn bên trong. Có một tên tóc dài rủ xuống đất thanh niên nam tử, cảm ứng được màu máu bầu trời động tỉnh, lúc này cũng mở mắt ra, Nhìn về trên bầu trời. Ô, khí tức này là hỗn độn huyết ma. Lão quái vật kia lại không an phận sao? Tóc dài nam tử ở đây khô trong giếng, không biết ngồi bao nhiêu năm thời gian. Trên thân tích đầy rồi cho thật dậy trần. Tại cái hông của hắn có một khối hình cá ngọc bội. Nếu như một ít có từng trải người, nhất định có thể nhận ra được. Một cái này ngọc bội, đại biểu hoàng cá các người tam tông hai cát hoàng cá cát tuy rằng hoàng cá cát tung tích đã biến mất rồi rất lâu nhưng mà đã từng hắn nơi lưu lại truyền thuyết vẫn một mực trên đại lục xem ra đại lục lại phải hỗn loạn rồi hai đại kiếm tông cửu tích kiếm tông cửu đỉnh kiếm tông còn có thái thượng võ đạo tông những này nhân vật đáng sợ cũng đều nhất nhất hưởng ứng phía trước yêu tộc hỗn loạn còn chưa từng để trong lòng nhưng mà một đạo này mây máu thông thiên, lại khiến cho tam đại tông môn đều không khỏi khẩn trương. Hai các sự tình, bọn hắn không quản được. Thiên huyền các thực lực quá mạnh, hơn nữa thật giống như đối với thế tục bên trên một ít tài nguyên các loại đồ vật, hoàn toàn không thèm để ý. Đối với trên đại lục một ít kiếp nạn, cũng đều chưa từng có bất kỳ để ý. Mà hoang cá cát. Cũng sớm đã im tiếng biệt tích đã lâu, nhưng mà thỉnh thoảng cũng rất giống trá thi một dạng xuất hiện một hồi. Nhưng mà hoang cá các bản thân, người số không nhiều, tung tích cực kỳ thần bí, khó có thể tìm kiếm, cho nên cũng không tính là làm trong hàng. Chỉ có tam tông, mới thật sự là tồn tại tông môn. Đối mặt mạnh mẽ như vậy nguy cơ, tam đại tông môn cũng đều lập tức lẫn nhau thỏa thuận một phen, tìm cái thời gian, bàn chuyện này. Dịp khung lúc này là khoảng cách hỗn độn huyết ma người gần nhất cảm nhận được người sau bộc phát ra khí thế. Diệp khung vốn tưởng rằng người sau sẽ là một vị quái vật khổng lồ thuộc tính, nhưng mà tiếp theo đã nhìn thấy huyết quang thung lũng bên trong. Một cái chỉ có bạc tay kích cỡ tương đương thân ảnh bò ra. Nhìn qua, bề ngoài vậy mà giống như là một con chuột. Hơn nữa còn là đặc biệt mập mạp cái chủng loại kia chuột. Diệp khung đều kinh hãi. Ngươi, ngươi là ngươi là hỗn độn huyết ma diệp khung ho khang một tiếng nhìn về phía một con kia mập to lớn chuột chuột lắc lắc mình màu máu đỏ cái đuôi đồng thời cũng đối với tự thân hình thái hết sức tò mò trong mắt có một vẻ kinh ngạc nghe tới diệp khung mà nói nhất thời xoay người lại cầm tức nhìn diệp khung há hốc miệng ra lộ ra trong miệng răng nanh suy trong nháy mắt người sau trực tiếp bùng nổ ra tốc độ khủng khiếp xong về dịp khung, mà dịp khung phản ứng cũng mười phần nhạy cảm, giờ tay lên một tia chớp bổ xuống, âm. nhưng mà kia con chuột thân hình không bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng về dịp khung. đã như vậy, dịp khung cũng đều không khách khí, khoát tay. mấy vạn đào cửu thiên huyền lôi, trong nháy mắt đánh vào hỗn động huyết ma chuột trên thân. nhưng mà hỗn động huyết ma chuột lại vẫn không có nhận được chút nào ảnh hưởng một loại, trong nháy mắt, xuất hiện ở dịp khung trước mặt. Lực phòng ngự kinh người. Tốc độ chính là không vui. Dịp khung rất nhanh liền phát hiện đầu mối. Nguyên lai like người có thể miễn dịch năng lượng công kích. Đưa tay tìm tòi, dịp khung trực tiếp đem người sau cho bóp trong tay. Hỗn độn huyết ma chuột, lập tức cảm nhận được cực kỳ mạnh mẽ, cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố đánh tới. Diệp khung hai tay giống như một đôi thiết trảo, khiến cho người sau căn bản không thể động đậy. Ngươi chắc thuộc về hung thú loại đi. Diệp khung hiếu kỳ người này thuộc tính, hẳn đúng là huyết tinh thạch năng lượng chưa tới mức, cho nên đây hỗn độn huyết ma chuột lực lượng không thể toàn bộ khôi phục, chỉ là giác tỉnh một chút. Nhưng mà liền hướng về phía người sau, có thể tại Cửu Thiên Huyền Lôi trận bên dưới Bình Yên vô sự, cũng đã nói rõ người sau thực lực lại có bao nhiêu người có thể gánh nổi đây cửu thiên huyền lôi đại trận. Bất quá dịp khung hướng về phía tiểu gia hỏa, mười phần rất hiếu kỳ. Dùng linh thú hoàng ở người phía sau thân thượng sáo một hồi. Nhưng người sau thật giống như không có bao nhiêu phản ứng, hơn nữa tách rời muốn tránh thoát dịp khung, hướng phía phương xa bỏ chạy. Dịp khung tạm thời không có phát hiện đây hỗn động huyết ma chuột một ít tác dụng thần kỳ. Nhưng cũng biết người này nguy hại, cũng không thể nó chạy trốn. Linh thú hoàng không đối phó được ngươi, vậy ngươi liền đi vào trước đi. Diệp khung vẫy tay. Bách xuyên vạn tượng đồ xuất hiện ở tay, sau đó bọc một tiếng. Trực tiếp đem người sau cho bỏ vào bách xuyên vạn tượng đồ bên trong. Nhìn thấy đây bách xuyên vạn tượng đồ đối với người sau hữu dụng, Diệp khung cũng thở ra một cái, chí ít vẫn là có cái gì, có thể mang người sau cho hàng phục. Loại này đã bị Diệp Khung nắm ở trong tay, tự nhiên có thể ung dung ném vào bách xuyên vạn tượng đồ bên trong. Nếu như là song phương nằm ở đối chiến trạng thái, vậy cũng chỉ có thể thông qua cưỡng ép thu loại phương thức này, nếu mà Diệp Khung có thể tay không bắt lấy trường tí bạch mau viên, cũng có thể giống vậy đem nó ném vào bách xuyên vạn tượng đồ. Đồ lôi đang tĩnh tọa, bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, rớt xuống một con chuột dọa hắn giật mình. Ngoại giới Mây máu từ từ biến mất. Khắp nơi đang chuẩn bị họp đại lão cũng đều ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì? Hỗn động huyết ma. Không có. Chương 382, Thủ kiếm Thiên Tông. Mây máu xuất hiện cùng biến mất. Để cho khắp nơi đại lão suy nghĩ không thấu. Nhưng mà bản thân hoang cổ bình nguyên cũng là cực kỳ chỗ hung hiểm, mọi người cũng không dám tùy tiện tới gần không có tuyệt đối cần thiết dưới tình huống, mọi người cũng đều là, có thể không đi, liền tận lực không đi. Diệp khung lấy đi đây hỗn độn huyết ma, cũng không tiếp tục tại nơi đây dừng lại. Bởi vì ba đại yêu vương bị giết. Bậc này đồng tỉnh, làm không cẩn thận phía sau còn sẽ có còn lại yêu vương đến trước. Diệp khung cần phải nắm giữ đủ đủ thực lực cường đại, mới có thể cùng những yêu này vương dằn co. Lấy ta thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể bằng vào cửu thiên huyền lôi trận, cùng chút long thiên liễn cùng yêu vương cấp chống lại. Nếu như một tên chân chính yêu vương, đánh giá muốn treo. Nếu như muốn khiêu chiến một cái, đánh giá kia trường tí bạch mau viên, không sai biệt lắm chính là yêu vương cấp thực lực. Hơn nữa cũng là thuộc về yêu vương bên trong đỉnh cấp. Ít nhất cũng cần kiếm đế cảnh giới tầng thứ mới có thể đem chi đánh bại. Kiếm tôn sau khi đột phá, chính là kiếm đế muốn tu luyện thành kiếm đế thậm chí đối với ở tại tự thân kiếm ý phân thân có cực cao yêu cầu điểm trọng yếu nhất chính là cần đem tự thân kiếm ý phân thân dung nhập vào tự thân kiếm vực bên trong lấy kiếm ý chi lực khiến cho kiếm vực đảng sinh sinh mệnh linh khí hơn nữa xuất kiếm có thể ngưng tụ kiếm thế có thể đơn giản hiểu thành kiếm ý bản thăng cấp khi kiếm ý dung nhập vào bản thân kiếm vực bên trong ngươi giảm chiêu bên trong Mỗi một chiêu đều đem bổ sung thêm kiếm đạo đại thế. Kiếm thế mạnh yếu, liền cùng của ngươi kiếm ý phân thân, cùng tự thân mạnh yếu có quan hệ. Diệp khung còn chưa lĩnh ngộ được cấp bậc này. Tuy rằng trước mắt đã nhận được không ít chỗ tốt, nhưng mà Diệp khung đang đột phá kiếm khí tu vi phương diện vẫn có rất lớn áp lực. Hôm nay chỉ là kiếm tôn cảnh giới, liền cần đại lượng kiếm khí tu vi, chờ đột phá đến kiếm đế tầng thứ thì càng thêm khó có thể tưởng tượng bước đi liên tục khó khăn đây cũng là vì sao dịp khung muốn tới chỗ chạy ngược chạy xuôi sau đó tiến hành đánh dấu nguyên nhân ít nhất đánh dấu hệ thống vẫn có thể mang theo nhất định biến số để cho dịp khung bản thân cũng có thể có cảm giác mong đợi bằng vào ta đây cửu thiên huyền lôi trận hẳn là có thể đem kia trường tý bạch mao viên áp chế đi thử một lần một khi đem trường tý bạch mao viên cho thu phục như vậy Diệp Khung thuộc hạ, cũng sắp có được chân chính đối kháng yêu vương cấp thực lực. Cho dù là đối mặt hồng liên quỷ tướng, cũng đều có thể làm được không chút nào hoảng. Thậm chí, đem hồng liên quỷ tướng xóa bỏ. Diệp Khung trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nếu hồng liên quỷ tướng muốn tánh mạng của hắn, kia hắn cũng không thể quá sợ, nếu không, thật vẫn cho là hắn Diệp Khung dễ khi dễ sao. Chúc Long Thiên Liễn ngay tại hoang cổ bình nguyên bên trên, tùy ý bay vút mà ra. Âm. Chút Long Thiên liễn mang theo dịp khung, nhanh chóng xông về mới bắt đầu địa phương. Bách xuyên vạn tượng đồ bên trong. Đồ lôi nhìn trước mắt đây một con chuột nhỏ, hết sức tò mò. Nhưng lúc này hắn đã đói thời gian khá lâu rồi. Chẳng lẽ là tiểu tử kia muốn làm nhục ta, nhìn ta có dám hay không ăn đây một con chuột. Đồ lôi trong mắt tản mát ra hàng quang khinh người quá đáng đây là muốn hắn mất hết thể diện hoàn toàn vũ nhục hắn chỉ có sống sót mới có hy vọng duy nhất thức ăn chính là trước mắt chuột đồ lôi lúc này cũng quyết tâm trong lòng đem chuột cho nắm trong tay chuẩn bị đem người sau bóp chết nào biết con chuột này lực lượng vậy mà còn mạnh hơn hắn răng rắc há mồm trực tiếp một ngùm đem đồ lôi toàn bộ bàn tay đều cho cắn đứt A à. đồ lôi che mình tay đức địa phương thống khổ quát hỗn độn huyết ma thử cũng không dò rõ nơi này là tình huống gì nhưng mà thật may trời sinh hàm răng sắc bén cũng chưa từng biến mất trước mắt cái này nhỏ yếu nhân tộc vậy mà muốn chạm hắn trực tiếp tung người đột kích mà khởi móng vuốt sắc bén cùng răng đem đồ lôi xé nát đồ lôi đường đường một tên cửu tích kiếm tông trưởng lão cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Bị một cái này cực kỳ khát máu chuột, cho sống sờ sờ cắn chết. Đồ lôi ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kháng. Cuối cùng liền trồng mắt đều bị đây một con chuột cho đào lên, trực tiếp nuốt sống rồi. Đường đường một tên cửu tích kiếm tông trưởng lão. Chương 383, Thông Thiên Bạch Viên. Ba ngày ba đêm. Ước chừng ba ngày ba đêm trường tý bạch mao viên tại cửu thiên huyền lôi đại trận phía dưới khiên rộng đã ba ngày ba đêm thời gian dịp khung nửa đường còn tới rồi những địa phương khác đi ký cái đến thu được một ít kiếm khí tu vi trường tý bạch mao viên không chỉ tự thân lực phòng ngự rất mạnh hơn nữa sức khôi phục cũng phi thường đáng sợ âm dịp khung đối với cửu thiên huyền lôi đại trận nắm giữ cũng càng thêm thuần thục một đạo này huyền lôi rơi xuống trực tiếp đem trường tí bạch mau viên bắn cho phun máu tươi tung tóe. Khi trận, trường tí bạch mau viên, vậy mà quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bậc này vô chỉ cảnh hành hạ, đối với trường tí bạch mau viên lại nói, chẳng cho hắn một thống khoái. Nguyên bản dịp không còn nghĩ, đem người sau thu vào bách xuyên vạn tượng đồ bên trong lại đến chậm rãi hành hạ. Nhưng chưa từng nghĩ, trường tí bạch mau viên dĩ nhiên là chủ động thần phục. Đánh giá nó nằm mộng cũng không nghĩ tới, dịp khung vậy mà biết dùng hèn hạ như thế phương pháp, đem hắn bao vây lôi kiếp đại trận phía dưới, vĩnh viễn không có điểm dừng, nếu mà không cầu xin, đem bỏ mạng ở đây cửu thiên huyền lôi bên dưới đại trận. Bởi vì nó luôn có lực kiệt một ngày. Dịp khung tuy rằng thúc dục động cửu thiên huyền lôi đại trận, cũng sẽ có chút tiêu hao, nhưng mà nếu so sánh lại, vẫn là trường tí bạch mau viên muốn thảm hại hơn một ít nếu ngươi đối với ta vui lòng phục tùng, ta liền gắn gượng làm đem ngươi thu đi. Diệp khung thở dài một tiếng, tự hồ đây trường tí bạch mau viên là một cái phi thường bất khai khiếu đệ tử một dạng. Vạn thú ấn ầm ầm rơi xuống. Trường tí bạch mau viên trên thân, khắc xuống vạn thú ấn vết tích. Bản thân tu vi không có có bất kỳ tổn thất nào, trường tí bạch mau viên cũng hết sức kinh ngạc, thậm chí cũng không có cảm nhận được tuổi thọ của mình cùng dịp khung cộng hưởng không phải truyền thuyết, một ít khế ước sau khi ký kết, cái gì tuổi thọ liền chia sẻ cho chủ nhân, cho nên đến chết cũng đều không thể ký kết loại khế ước này. Xem ra trường tí bạch mau viên tiếp nhận đến tin tức, cũng đều là giả, cùng tình huống hiện thật, có cực lớn ra vào. Mà Diệp Khung Tại lấy được trường tí bạch mau viên tin tức sau đó, càng là vẻ mặt khiếp sợ. Cái gì, ngươi cái tên này, vậy mà vị thanh niên? Chỉ là trưởng thành kỳ dịp khung bỗng nhiên có loại dự cảm xấu người này huyết mạch các loại có khả năng là một cái hố to chích 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 trường tí bạch mau viên đứng ở dịp khung trước mặt cua tay múa chân mười phần hình tượng khoa tay múa chân một cái ngược lại dịp khung cũng nhìn không hiểu nhưng là từ người sau tin tức dao động bên trên đại khái cũng biết là ý gì hôm nay nó chỉ là trưởng thành kỳ không phải là thời kỳ trưởng thành đồng thời nó còn có một cái kẻ thù trường tý bạch mao viên cha già còn có một cái binh khí rơi xuống tại cường nhân này trong tay lấy được món binh khí này hắn mới có thể hoàn toàn trưởng thành đạt đến thời kỳ trưởng thành chật chật không muốn đến vậy mà vẫn là một cái hố hàng diệp khung lắc đầu liên tục người sau tin tức diệp khung cũng từ hệ thống biết được trường tý bạch mao viên tên thật thông thiên bạch viên trưởng thành kỳ vì thông thiên bạch viên vương, Cửu giai hung thú. Nếu mà cơ duyên tốt, tương lai thậm chí có thể trở thành thông thiên bạch viên hoàng. Vậy liền là chân chính thập giai hung thú. Diệp khung vốn là không muốn đi, tìm cái gì kẻ thù, tìm ra binh khí các loại. Chính là một khi thời kỳ trưởng thành, chính là cửu giai hung thú. Thậm chí tương lai còn có cơ hội trưởng thành lên thành thập giai hung thú cho người cảm giác đặc biệt hơn được rồi như vậy tùy ngươi đi một chuyến còn tưởng rằng nhặt được cái tiện nghi không muốn đến còn phải bận rộn dịp khung nói ra bất quá liền trước mắt mà nói thông thiên bạch viên sức chiến đấu là không lời nói thả ra ngoài mà nói so sánh cuộn lôi huyết viên còn muốn mạnh mẽ ít nhất treo lên đánh ba đại yêu vương kia đều là vô cùng chuyện dễ dàng rồi vị trí cụ thể người sau cũng không hợp ý nhau, nhưng mà phương hướng phỏng định, cũng là biết. Diệp Khung cũng liền dứt khoát để cho người sau kéo chút Long Thiên Liễn, ngự không mà đi. Thông Thiên Bạch Viên đánh giá cũng thật không ngờ, bản thân bị thu phục sau đó chuyện làm thứ nhất, chính là kéo xe. Lưng đeo chút Long Thiên Liễn kéo dây thừng, Thông Thiên Bạch Viên thân hình trên bầu trời rong rủi. Diệp Khung nhìn thoáng qua bản đồ, Thông Thiên Bạch Viên phương hướng sắp đi, chính là Vạn Yêu Chi Mộ lúc này vạn yêu chi mộ thủ kiếm thiên tông hộ tông đại trận đã mở ra toàn bộ tông môn tràn ngập nguy cơ ngay tại hộ tông đại trận ra có ước chừng bốn vị yêu vương hiện thân có hơn mấy chục chỉ kiếm tôn cảnh giới yêu tướng chưởng giáo bốn đại yêu vương hoàn toàn phong tỏa vùng không gian này bọn ta tín hiệu căn bản không truyền ra đi thủ kiếm thiên tông đại trưởng lão nói ra biểu tình trên mặt đã như cùng một mảnh tro tàn, đối phương là sớm có chuẩn bị, mưu đồ bí mật rồi thời gian khá lâu. Toàn bộ thủ kiếm thiên tông, vừa vặn nửa ngày thời gian liền hao tổn hơn phân nửa đệ tử, nếu không phải mở ra một đạo này hộ tông đại trận, sợ là thủ kiếm thiên tông, đã trở thành một vùng đất cằn cỗi rồi. Thủ kiếm thiên tông trưởng giáo, lạc hồn vân khe khẽ thở dài, không khỏi siết chặt nắm đắm ánh mắt nhìn về phía đường hạ một ít gương mặt trẻ tuổi. Hôm nay trọng yếu nhất là gìn giữ ta thủ kiếm thiên tông truyền thừa nhất mạch, an bài toàn bộ đệ tử chân truyền tập hợp, phá trận thời điểm, liều mạng cũng phải đem bọn hắn cho đưa ra đi. Lạc hồn vân trầm giọng nói ra. Mọi người lúc này cũng đều trầm mặt không nói, bởi vì trưởng giáo nói không sai, thủ kiếm thiên tông đã nên đón chân chính hủy diệt thời khắc. Vốn là bọn hắn không nên tứ cố vô thân. Nhưng lại không ngờ, ngay trong bọn họ, vậy mà còn có yêu tộc gian tế, ngay đầu tiên, liền phá hủy truyền tin đại trận, ngăn cản tin tức truyền. Đem thủ kiếm thiên tông, biến thành một tòa đảo hoang. Cha! Chúng ta không trốn, tông tại người ở đây, tông vong người vong. Lạc tuyết tiến đến một bước, ánh mắt kiên định nói. Hồ đồ! Lạc hồn thiên nhất thời nổi giận một tiếng các ngươi mới là thủ kiếm thiên tông tương lai hy vọng sống sót ra ngoài đem tin tức truyền đi tương lai thủ kiếm thiên tông cần dựa vào các ngươi rồi lạc hồng thiên đem tông môn đại ấn giao cho lạc tuyết một khắc này lạc tuyết thậm chí có thể cảm nhận được toàn bộ tông môn khí vận chính đang một chút xíu đè ở trên người của mình đây âm hộ tông đại trận mạnh mẽ rung nhẹ toàn bộ thủ kiếm thiên tông cũng đều hứng chịu tới trọng thương, ngay lúc này kịch liệt trung trung một phen. Không ít kiến trúc, đều ầm ầm phá toái. Duy trì hộ tông đại trận đám trưởng lão, có không ít mới vừa rồi công kích phía dưới, đều rối rít ói như điên máu tươi. Không còn kịp rồi, nhanh đưa bọn hắn đi. Lạc hồn thiên thân hình bay cao. Sau một khắc, một vị yêu vương, cầm trong tay một thanh màu đen cự chù y, một tiếng nổ đập vào thủ kiếm thiên tông hộ tông trên đại trận âm trong phút chốc một đạo ánh sáng chói mắt tỏa ra thiên địa chi khí rối rít giải tán thủ kiếm thiên tông hơn mười người kiếm tôn cảnh giới trưởng lão rối rít ói như điên máu tươi trốn không thoát trên bầu trời một mảnh đen kịt trên trăm đạo thân ảnh yêu khí trùng thiên thả ra yêu khí và vân tế nhật Lạc tuyết các đệ tử cũng đều rối rít hoảng hốt. Chưởng giáo Lạc Hồn Thiên cùng chư vị trưởng lão, rối rít phóng xuất ra tự thân kiếm khí, mưu toan cùng đây trên trăm đạo yêu khí chống lại, liều mạng ra một chút hy vọng sống, nhưng mà lấy Lạc Hồn Thiên nửa bước kiếm đế thực lực, vẫn có vẻ như thế phong phanh. Thủ kiếm Thiên Tông, liền từ một khắc này diệt vong đi. Cầm trong tay cự Chù y yêu vương từ tốn nói. Sau đó giơ lên trong tay búa, đang muốn rơi xuống, chú ý bảo toàn bộ tông môn thời điểm. Bỗng nhiên cảm ứng được một đạo nguy hiểm đánh tới, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy một đạo thân ảnh phá không mà đến, trong chớp mắt vọt tới trước mặt. Âm. Kia yêu vương trực tiếp bị đánh bay ngoài mấy trăm dặm, rơi vào rừng rậm bên trong. Thủ kiếm thiên tông mọi người, rối rít trận to hai mắt. Lạc hồn thiên cũng kinh ngạc há to miệng. Đã nhìn thấy một cái màu trắng viên hầu, chính đang gian khổ kéo một chiếc xa liễn, vừa mới đem kia yêu vương cho đánh bay, chính là một cái này màu trắng viên hầu. Ken Phải chăng tại thủ kiếm thiên tông đánh dấu? Chương 384, Trảm yêu vương Đánh dấu Ken Đánh dấu thành công, thu được vạn yêu đan Vạn yêu đan, có thể để cho tùy ý đẳng cấp yêu tộc, tăng thực lực lên. Diệp Khung nhìn thoáng qua tinh thần giới bên trong vạn yêu đan, nhất thời nhướng mày một cái, đề thăng yêu tộc thực lực. Ta có bệnh a? À? Diệp Khung trực tiếp đem đây vạn yêu đan cho Tuyết Tàn. Nếu như nhân tộc đại bại, không thế không tiến cống một ít bảo vật. Lá kia Khung ngược lại vẫn là không ngại, đem đây vạn yêu đan cho cống hiến lên. Nhưng bây giờ, trừ phi mình có thể thu phục một cái cường đại yêu vương nhưng mà thu phục yêu tộc sự tình coi như là diệp khung cũng tạm thời không làm được trong tay vạn thú ấn đối với yêu tộc lại nói vô hiệu chỉ có thể thu phục hung thú thần thú một loại hiển nhiên phía dưới chính là thủ kiếm thiên tông rồi diệp khung nhìn lướt qua yêu tộc đây là dùng cường đại yêu lực đem trọn cái thủ kiếm thiên tông phạm vi đều cho phong cấm lên cho nên người bên ngoài căn bản cũng không biết bây giờ thủ kiếm thiên tông dĩ nhiên là tại trải qua như thế tai hòa ngập đầu cũng phải thiệt thòi là dịp khung kịp thời chạy tới bằng không lại qua trong chốc lát mà nói thủ kiếm thiên tông chỉ sợ liền trực tiếp vong rồi thủ kiếm thiên tông ở chỗ này tọa trấn yêu tộc đời đời kiếp kiếp đều thủ hộ ở đây cũng coi là tương đương vĩ đại dịp khung mặc dù không có cứu thế chi tâm nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không cho phép yêu tộc làm xằng làm bậy dù sao hắn dịp khung là nhân tộc trước thanh đồ yêu vương các loại, liền đồ lục rồi gần triệu nhân tộc, đem nhân tộc cho luyện hóa thành cái gọi là huyết tinh thạch, bậc này tán tận lương tâm thủ đoạn. Diệp khung tự nhiên không thể nhẫn nhịn. Một khi những yêu tộc này đem thủ kiếm thiên tông phá hủy, lại thả ra một ít cường đại yêu tộc, toàn bộ đại lục liền tràn ngập nguy cơ. Còn thừa lại ba đại yêu vương, nhìn thoáng qua bị đuổi ra ngoài kia một vị yêu vương, nhất thời nhướng mày một cái, ánh mắt khóa ổn định ở thông thiên bạch viên trên thân. Một cái kéo xe tẩu thú. Giết nó. Trong đó một vị yêu vương hạ lệnh. Trước mắt liền muốn thành công rồi, tự nhiên không hy vọng gây thêm rắc rối. Một khi đây thủ kiếm thiên tông tin tức tiết ra ngoài ra ngoài. Đến lúc đó tam tông hai các cao thủ đến trước, đối với bọn hắn lại nói cũng là tương đối bất lợi. Muốn giải cứu toàn bộ yêu tộc kế hoạch, liền sẽ nhận được ảnh hưởng phi thường lớn, vì vậy mà nhất định phải đem trước mắt Diệp Khung cho xóa bỏ. Chẳng qua chỉ là lại tới một cái chịu chết người. Xem ra cũng không có ai tộc cao thủ đại quân, hẳn chỉ là bất ngờ đi tới nơi này. Nhất thời hai vị yêu vương thân hình xong về thông thiên bạch viên. Diệp Khung thu hồi chút long thiên liễn. Đi, chú y bảo bọn hắn. Diệp Khung hạ lệnh. Thông Thiên Bạch Viên lúc này gầm lên giận dữ. Sau đó một phen bạo lực nện bốn ngực, tiếp theo thân hình một tiếng nổ, hóa thành một đạo lưu quang, xông về lượng đại yêu vương. Âm. Âm. Một quyền một cái. Lực lượng cùng bạo, trong nháy mắt đem lượng đại yêu vương chế trụ. Dù sao cũng là bác giai đỉnh phong hung thú. Vẫn là thời gian dài sinh hoạt tại hoang cổ bình nguyên hung thú, Thông Thiên Bạch Viên thực lực tuyệt đối sẽ không khiến người ta thất vọng không chỉ là đây lượng đại yêu vương mới vừa bị thông thiên bạch viên đụng bay ra ngoài kia một vị yêu vương cũng trải qua ngay từ đầu mộng bức sau đó tỉnh táo lại mang tràn đầy phẫn nộ xông về thông thiên bạch viên nhưng mà cho dù là ba đại yêu vương chi lực liên thủ cũng vẫn không phải thông thiên bạch viên đối thủ thông thiên bạch viên tốc độ quá nhanh xuất thủ thời khắc vô cùng hung mãnh nhanh như tật phong một quyền là có thể đem một cái yêu vương đụng bay bên ngoài mấy chục dặm cơ hồ chính là treo ba đại yêu vương đang đánh dịp khung cũng không có nhàn rỗi trong tay cửu thiên huyền lôi trận kỳ bất thình lình thoáng một cái âm âm còn thừa lại mười mấy tên yêu tướng tại cộng thêm cuối cùng một vị yêu vương đều cho vay ở cửu thiên huyền lôi đại trận bên trong khi yêu vương vẫn còn tại không trung sắp xếp tạo hình suy nghĩ muốn dùng dạng gì phương pháp đem dịp khung cho giải quyết bỗng nhiên liền phát hiện mình bị cuốn vào rồi như vậy một đạo đại trận bên trong không chỉ như thế bên cạnh tất cả yêu tướng đều bị cuốn vào sau đó chính là rất dài thu hoạch ken thu được một nghìn năm kiếm khí tu vi dịp khung bộ não bên trong vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở hiển nhiên có con thứ nhất kiếm tôn cấp yêu tướng, bị cửu thiên huyền lôi đại trận chém giết. Vừa mới tùy tiện nhìn lướt qua, ít nhất có 50, 60 con, ít nhất cũng có thể cho dịp khung gia tăng cái năm sáu chục ngàn năm kiếm khí tu vi. Đột phá chi lộ, như đêm dài đằng đẵng cũng không nóng nảy, trước hết như vậy tích góp đến đi. Mặt khác ba đại yêu vương, cũng chỉ có thể giao cho thông thiên bạch viên rồi dù sao đây ba đại yêu vương nếu như thu vào cửu thiên huyền lôi đại trận bên trong như vậy dịp khung tự thân kiếm khí tiêu hao cũng sẽ nhanh vô cùng đến lúc đó đại trận nói không chừng cũng sẽ bị phá đây cửu thiên huyền lôi đại trận đang cùng trực tiếp khóa lại lúc trước đó cũng không phải là bậc này uy lực nhưng mà một khi cùng bản thân khóa lại sau đó uy lực vậy mà sẽ tùy tự thân tu vi biến hóa đây sẽ để cho dịp khung mười phần khó chịu nếu như là người sau nguyên hữu uy lực như vậy dịp khung nắm giữ cửu thiên huyền lôi trận kỳ cũng đủ để tung hoành toàn bộ vạn kiếm đại lục làm sao thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy yêu vương phía trước dết ba cái tại đây lại nhô ra bốn cái thật may dịp khung trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên tương đối rõ ràng lúc trước đối mặt thái âm yêu tướng chờ yêu tộc tấn công đều còn phải toàn bộ hỏa lăng thành lực lượng cùng xuất hiện còn để bọn hắn chạy không ít. Hôm nay, thả ra thông thiên bạch viên chính đang đánh tơi bời ba đại yêu vương không nói. Chỉ riêng Cửu Thiên Huyền Lôi đại trận bên trong những yêu tộc này, vậy liền một cái đều không được chạy. Vẫn phải là đi ra đi một chút, bằng không làm sao biến cương. Phía dưới, thủ kiếm Thiên Tông mọi người nhìn thấy dịch khung lấy ra một cây cột cờ, lay động một cái, liền đem tất cả yêu tộc đều cho lấy đi nguyên bản bao phủ tại bọn hắn thủ kiếm thiên tông bên trên bóng đen của cái chết, dĩ nhiên là ngay lúc này không còn sót lại chút gì. Còn có phương xa, thông thiên bạch viên một quyền đi xuống, trong vòng ngàn dặm sơn lâm đều kịch liệt rung rung. cứ như vậy nắm đấm, cho dù là thân thể khỏe mạnh yêu tộc cũng đều hoàn toàn trụ không được. âm. một quyền rơi xuống, tay cầm trọng chú y yêu vương tại chỗ ngoài miệng máu tươi phốc. Bát giai đỉnh phong. Con khỉ này là bát giai đỉnh phong. Thổ một búng máu, cảm nhận được thân thể đều tự như bị nghiền nát một loại, lúc này cũng mới ý thức tới đây thông thiên bạch viên thực lực kinh khủng. Mặt khác lượng đại yêu vương cũng đều bị người sau đánh, tổn thương được không nhẹ. Đi, chúng ta không phải người này đối thủ. Thế nhưng, lôi ưng vương được bọn hắn cho lấy đi. Không còn kịp rồi, về sau lại đến cứu lôi ưng vương, rút lui. Ba đại yêu vương trải qua một phen thỏa thuận, nhất thời về một tiếng, hướng phía phương xa lao đi. Nhưng mà tay cầm trọng chú ý yêu vương. Lại bị thông thiên bạch viên cho cầm một cái chế trụ rồi cổ. Cửi ở người sau trên thân. Cánh tay đột nhiên đem kia yêu vương cổ cho ghiền chặt rồi. Từ thông thiên bạch viên, trên cánh tay sức mạnh bùng lên đủ để một hơi cắt đứt mấy trăm tòa đại sơn. Huống chi là chỉ là yêu vương cổ. Răng rắc. Khi yêu vương trọn cái đầu, đều bị thông thiên bạch viên cho trực tiếp bẻ gãy. Sau đó thông thiên bạch viên hai tay víu vào kéo. Phốc. Khi yêu vương thân thể, trong nháy mắt bị kéo mở được hai nửa. Ken. Thu được năm nghìn năm kiếm khí tu vi. Ken. Lần đầu đánh chết yêu vương, thu được gói quà lớn một cái. Chương 385, Luyện Yêu Thạch Một cái yêu vương Năm nghìn năm kiếm khí tu vi Hai cái chính là một vạn năm Dịp khung nhất thời ánh mắt sáng lên, đây yêu vương chính là một cái thứ tốt a. À? Bất quá muốn trảm sát yêu vương, cũng không phải chuyện đơn giản Nếu như không có thông thiên bạch viên tồn tại, dịp khung nghĩ muốn chém giết một cái này yêu vương, vẫn phải là phí không ít khí lực nếu mà đồng thời đối mặt bốn cái yêu vương cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn lấy dịp khung thực lực tối đa đồng thời đối mặt hai cái yêu vương nhiều hơn nửa dịp khung trên căn bản liền trụ không được rồi chỉ có thể mượn chút long thiên liễn trốn mặt khác hai cái yêu vương tràn đầy khiếp sợ trong lòng hoảng hốt trốn cách chỗ này lôi ưng yêu vương bị đối phương lấy trận kỳ cho lấy đi trước mắt lại bị một cái này bạch mau hầu tử cho sống sờ sờ đánh chết một cái. Còn lại kiếm tôn cảnh giới yêu tướng, lúc này cũng đều không rõ sống chết, hai người bọn họ đại yêu vương thấy tình thế không ổn, cũng chỉ có thể lập tức chạy ra, không dám có chần chờ chút nào. Trong chớp mắt chính là biến mất ngoài mấy trăm dặm, biến mất tại phía chân trời. Diệp khung lo lắng trúng đối phương điều hổ ly sơn chi lực, cũng sắp thông thiên bạch viên cho triệu hoán trở về hiển nhiên thông thiên bạch viên đến bây giờ cũng đều vẫn không có đánh đủ, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Tự hồ đối với những yêu tộc này, có cực lớn thù hận. Về tới trước, dịp khung đem thông thiên bạch viên triệu hoán trở về. Sự chú ý đặt ở đại lễ của mình túi bên trên. Lần đầu đánh chết yêu vương. Vẫn có thể tưởng thưởng gói quà lớn, vậy sau này yêu hoàng A, yêu đế, yêu thánh, yêu lộn xộn lung tung cái gì, há chẳng phải là đều có tưởng thưởng dịp khung trong tâm vui mừng không có nghĩ tới đây hệ thống thật đúng là không đơn giản lén lén lúc lúc chuẩn bị cho chính mình nhiều như vậy kinh hỉ ken phải chăng mở ra gói quà lớn mở ra ken thu được luyện yêu thạch một cái thiên yêu giáp một kiện yêu giới truyền tống quyển trục một tấm tổng cộng ba món đồ để cho diệp khung dùng mọi cách phiền muộn ba kiện đồ vật ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là gói quà lớn diệp khung không muốn đậu đen rau muống ánh mắt tập trung ở tinh thần giới bên trong ba kiện đồ vật luyện yêu thạch khả dùng ở luyện hóa yêu hồn khống chế yêu tộc thủ đoạn diệp khung nghiên cứu cẩn thận một phen phương pháp rất đơn giản chỉ cần đem một tia yêu hồn truyền vào luyện yêu trong đá tiến hành luyện hóa dịp khung liền có thể khống chế người sau cùng vạn thú chi đỉnh hiệu quả không sai biệt lắm nhưng mà yêu tộc liền nén đối kháng hơn nhiều một cái này luyện yêu thạch gần chỉ có thể khống chế một cái yêu tộc dịp khung đánh giá tối đa cũng chính là yêu vương cấp bậc nếu quả như thật xuất hiện yêu hoàng cấp bậc hắn cũng không phải là đối thủ còn có thể suy nghĩ đem đối phương cho thu phục cửu giai hung thú thực lực kinh khủng có thể bắt chước trước, trước hóa địa thôn thiên mãn. Thiên yêu giáp, có thể đối với yêu tộc chi lực, suy yếu năm thành. Đây là một kiện nội giáp, xem phía trên thuộc tính đối với, hẳn đúng là đặc biệt vì rồi đối phó yêu tộc mà luyện chế. Suy yếu năm thành công kích. Đây chính là vô cùng không phải hiệu quả. Dịp khung trực tiếp một kiện mặt chỉnh tề. Trên người dán vào, từ khi lúc mới bắt đầu nhất xuyên qua vân nham giáp, phía sau diệp khung cũng trên căn bản rất ít mặt nội giác bởi vì có ngũ hành đoán thể quyết tồn tại đem thân thể rèn luyện cường đại cộng thêm đủ loại bừa bộn đại thần tinh huyết hôm nay diệp khung đơn thuần nhục thể chi lực có thể so với kiếm tôn cuối cùng một kiện hiển nhiên là tương tự với địa ngục khô liên giống vậy đánh dấu chi vật truyền tống đến yêu giới tiến hành đánh dấu chi dụng liền tình huống trước mắt lại nói Diệp Khung tạm thời cũng không có ý định đi yêu giới. Bên trên một lần đi tới một chuyến địa ngục giới, liền đưa tới một cái hồng liên quỷ tướng, hiện tại cũng còn không biết giấu ở địa phương nào, chuẩn bị làm tập kích. Chẳng qua hiện nay có thông thiên bạch viên ở bên người, Diệp Khung cũng không ở như vậy kiên kỵ, ít nhất lực tự bảo vệ vẫn phải có. Quả thực không được thì dùng cửu thiên huyền lôi đại trận, đem trọn cái diệp gia bảo vệ, mình trốn vào chút long thiên liễn bên trong yêu giới liền tạm thời trước tiên không đi. Rất rõ ràng những yêu tộc này thực lực, đều vô cùng đáng sợ, hơn nữa so sánh quỷ tộc, càng thêm không hoan nghênh nhân tộc, dịp khung nếu là đi, đại khái tỷ số khó có thể trở về đạt đến. Hôm nay đại lục bên trên cũng còn có rất nhiều nơi, đều chưa kịp đánh dấu. Ký xong lại nói. Phía dưới, thủ kiếm thiên tông. Cha! Cái người này, có phải hay không đầu óc có chút vấn đề? hắn làm sao một mực ngốc đứng tại vậy lạc tuyết không nhịn được nói ra ở trong mắt bọn họ yêu tộc đã bị bại chạy tứ tán nhưng mà dịp khung nhưng thủy chung ở giữa không trung sau đó ngơ ngác đứng lơ lửng trên không thậm chí một con kia thực lực khủng bố bạch viên đã trở về cũng đều không có bất kỳ phản ứng không thể nói bừa theo ta thấy có khả năng là đang toàn lực đối phó còn dư lại lôi ưng yêu vương còn có kia một mảng lớn yêu tướng lạc hồn thiên nói ra trong mắt có một vẻ vui mừng trước mắt thần bí thiếu niên cường đại chính là bởi vì có sự xuất hiện của hắn mới giải cứu bọn hắn toàn bộ thủ kiếm thiên tông nếu như trễ nửa bên trên nhất thời nửa khắc thủ kiếm thiên tông rất có thể đã cùng những yêu tộc này lấy mạng đổi mạng đương nhiên đại khái tỷ số là thủ kiếm thiên tông bị yêu tộc hủy diệt ngươi cũng vào trong đem kia yêu vương làm thịt rồi một cái yêu vương liền có năm nghìn năm kiếm khí tu vi, cái này không so cái gì bàn đạo các loại hăng hái nhi. Lúc này đem thông thiên bạch viên ném vào rồi cửu thiên huyền lôi đại trận bên trong. Lần nữa vào trận, thông thiên bạch viên lại hưng phấn dị thường, bởi vì lần này những này lôi đều sẽ không tới bổ nó. Rõ ràng đều là một ít, lực lượng cực kỳ kinh khủng, nhưng lại hết thảy vòng quanh hắn đi, loại cảm giác này giỏi vô cùng mặc cho người sau tại đại trận bên trong thi triển. Diệp khung đem trận kỳ cho thu hồi. cúi đầu vừa nhìn, phía dưới thủ kiếm thiên tông cũng đều biết trăm người, trận to hai mắt, đồng loạt nhìn hắn chăm chăm. Vốn là Diệp khung còn nghĩ, như thế nào cùng thủ kiếm thiên tông mở cái miệng này, nhưng là bây giờ xem ra, thật giống như trực tiếp mở một cái hảo đầu. Bất quá vì không để cho những người này cảm thấy. Hắn là cùng yêu tộc thông đồng cấu kết. Diệp khung thuận tay kẻ vẫy, đem kia bị thông thiên bạch viên siết chết yêu vương thi thể cho chở tới, vứt xuống thủ kiếm thiên tông dưới chân núi. Đồng thời thân hình hướng phía phía dưới hạ xuống. Tại hạ Diệp khung, vừa mới đến cũng không có cái gì chuẩn bị, một cái này yêu vương thi thể, liền xem như là quà ra mắt. Kia yêu sau khi chết, thi thể cũng từ từ hiển hiện ra hình dạng cũ. Là một cái mọc ra trăng kiếm giả trư yêu vương liệp trư yêu vương lạc hồng thiên nhìn thấy một cái này yêu vương thời điểm lúc này cũng lấy làm kinh hãi đây chính là một cái yêu vương dịp khung thuộc hạ hung thú lại có thể mạnh mẽ đem yêu vương cho đánh chết như vậy dịp khung đến tột cùng là người nào chúng ta thủ kiếm thiên tông đa tại dịp tiền bối ân cứu mạng lạc hồng thiên mang theo mọi người cùng dịp khung hành đại lễ tông chủ không nên khách khí các ngươi thủ hộ vạn yêu chi mộ, mới thật sự là anh hùng, chúng ta muốn cảm ơn các ngươi mới được. Diệp khung khoát tay li lịa nói ra. Dù sao hắn cũng không có làm gì sao, những thứ này đều là chuyện đủ khả năng, mà không giống thủ kiếm thiên tông, đời đời kiếp kiếp đều tỏa trấn nơi đây. Vì nhân tộc làm ra góp phần, tự nhiên khó có thể cân nhắc. Đúng rồi, ta lần này đến trước, là muốn đi vạn yêu chi mộ nhìn một chút, không biết có thể phương tiện. Diệp Khung trực tiếp hỏi. Cũng không cùng bọn hắn chào hỏi, vốn là cũng không quen, cộng thêm Diệp Khung cũng không thích những này vô dụng giao thiệp. Dứt khoát, thẳng vào chủ đề. Vào vạn yêu chi mộ. Lạc hồn thiên mấy người cũng vậy vẻ mặt kinh ngạc. Trong mắt cũng có vui mừng, phản phất gãi đúng chỗ ngứa. Thật sự không dám giấu dến, hôm nay vạn yêu chi mộ bên trong, đã một phiến hỗn loạn, lượng lớn yêu tộc phá giới mà đến chúng ta đang thương nghị triệu tập đại lục nhân sĩ cùng nhau bước vào vạn yêu chi mộ đem kia yêu tộc lần nữa đánh lại